Xin chào chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi. Ở một góc nào đó trên đất nước Nhật Bổn xinh đẹp, có một thanh niên ngầu như trái bầu tên ma với biệt danh Thần Chinh Phục có thể trôm bất kỳ quả tim của cô gái nào. Nhưng là gái trong game, trong đầu cậu ta chỉ toàn là thế giới game của mình. Sau đó một con quỷ đáng yêu tên Ezushi xuất hiện nói ma phải tìm cách cho những cô gái mà cô nhắm phải lòng với cậu. Nếu Kê Kema từ chối thì mất đầu do bản giao ước liệu thanh niên có cua được e nào hay không Hôm nay thanh niên kê ma lại tỏ vẻ ngầu lòi trái bí ngòi vì tán đổ thành công cô em thứ 10.000, lại còn chơi trong giờ. Không nói nhiều, một cuốn sách từ vị trí trị cô giáo phang phát một chúng bộ điều khiển cơ quan tế bào chủ. Đang ấm ức vì ăn đòn của cô thì chớ, tự dưng có con bé nào như vũ báo lao tới, với cú va chạm ngàn cân đã làm máy chơi game vỡ tanh bành. Tưởng cháy trường không á trời, hóa ra là con bé bị lười nên nói kê ma quét sân một mình. Mới quét được hai phát trồi. Otaku bốn mắt của chúng ta đã lại lôi máy chơi game ra, Vừa chơi vừa chửi con mắm ba nãy nên học tập các cô em trong thế giới ảo của cậu. Kê ma còn là anh hùng bàn phím chuyên tư vấn chuyện tình trường cho các bạn game của mình nữa. Trả lời nốt cái thì lên lớp, nhưng cậu ta không hề biết, thảm họa cuộc đời chính thức bắt đầu từ đây, mới chỉ ấn dập loai một cái. Bầu trời lập tức âm u, khói lửa tương tàn, một con mắm từ đâu rơi xuống kéo cậu ta bay cái vèo lên lớp. Cô ả à xưng in 16 mình LC, yêu quái đến từ địa ngục có nhiệm vụ truy tìm linh hồn trốn chạy. Nghe xong Kê ma tưởng nó bị hấp nên quay người đi cơ mà con bé này nó lại kéo lại, nhắc nhẹ, ký hợp đồng mà bỏ ngang là rơi đầu đó. Sờ lên cổ thì có cái vòng thật, con bé nói mới nhớ tới cái email ban nãy. Kema hét thẳng vào mặt Elsie bảo nó tháo ngay cái quần què này ra nhưng Elsie nói rằng sau khi tìm được ác linh thì nó mới tự bay màu. Bỗng cái anten con mắm có tín hiệu, tìm hết 7749 vòng rồi chỉ vào cô bạn Azumi cùng lớp. Lúc Kema nhìn ra thì đúng là thấy ba cái khói bay xung quanh thật. Kê ma bảo cô mau đi bắt nó lại nhưng nếu dễ như thế thì cần quái gì đến tay sát gái như anh giúp. Vấn đề ở chỗ là mấy con ác linh này là lắm, toàn ở trong tim thôi vậy nên việc của kê ma là cua con nhỏ đó. Chỉ cần nó mê anh thì ác linh sẽ thành vô gia cư. Nghe xong mà kê ma sồn sồn như gà mắc đẻ, toàn tán trong game chứ đã làm thật bao giờ đâu. 17 nồi bánh trưng chưa từng chạm tay gái làm sao mà hôn người ta được. Elsie khóc ầm cả lên vì tìm sai người, khổ nỗi cái phòng đã đeo thì không bỏ được mà không làm thì cả hai đứa cùng ngủ củ tỏi, thế thôi. Hai đứa rủ nhau ra sân thể dục, đứa thì đứng ngắm con mồi, đứa thì ghi ra game cần chơi trước khi hẹn. "Eo gì nỉ cậu ta biết đâu đem kiến không ngủ trong game của cậu ra tán gái lại thành công thì sao?" Nhưng kê ma đáp lại xanh dần. mạng chỉ là ảo. Nhìn đội điền kinh dưới sân không buộc tóc như trong game của cậu ta là cậu ta đã khó chịu lắm rồi, nói gì là đi tán. Lúc cậu ta bỏ đi thì các cụ gánh thế nào lại làm cho con bé Azumi buộc tóc lên nhưng thế vẫn chưa đã cái như kê ma vì trong game không mặc quần đùi mà cứ phải xà lỏ ngắn cũng cơ u giỏi thế thì game dễ eo xì úm ba la a ba la chắp muốn ngắn có ngắn gọi tự dưng lại giống y chang làm kê ma sợ tụt vòi rất nhanh hôm sau đã tới chiêu tán gái số 1, cổ động viên ngọt ngào nhưng chỉ hai giây sau azumi đã dùng cú đá thần trưởng ném cậu ta bay lên trời rồi đáp đất bằng quả mặt tiền thối tận rốn azumi lại cho rằng cậu ta đang trả thù vụ quét sân hôm nọ nên lại phang cho thêm phát đẹp trai không bằng trai mặt, kê ma lại chơi tiếp, mỗi lần lại càng chơi lớn hơn nhưng cái kết vẫn hơi mùi. Không được rồi, anh Tào tháo tới, phải đi tiếp anh Tào một chút đã. Bỗng một đám chị đại đi tới nói Azumi nhẽ ra phải để cho họ tập trước chứ sao lại giành sân, cả khi không thương tiếc còn bắt cô chạy xương xương ba chục vòng. Chạy xong trời cũng gần tối, Azumi mệt thở ra lỗ hậu. Hôm sau, kê ma lại chơi trò cổ vũ nữa nhưng con bé vẫn cóc quan tâm mà luyện tập tiếp, lúc chạy va phải cái rào thế là nó ngã lăn quay luôn. Ngày mai là cuộc thi diễn ra mà bây giờ nó lại bị bong gân. Azumi buồn lắm, mà Elsie cũng buồn. Kema gật gù đã đến lúc hạ kèo. Thế điếu nào thanh niên lại bắt nó chân khập khẽnh đi ra sân, còn tặng thêm giỏ trái cây ăn cho mau khỏe. Bằng kiến thức quan sát từ trong game của mình, Kema nói cô bình thường chạy hết sức thì sẽ buộc tóc lên nhưng hôm nay cô đâu có làm, từ đó suy ra là cô ả à tự làm mình ngã sấp mặt. Bị nói trúng tim đen, Azumi cóc thèm giả vịt nữa, con bé trầm cảm nói rằng Mấy bà chị hôm qua nói đúng lắm, cô chỉ ăn may chó đớp phải ruồi một lần nên lọt đội tuyển. Nói rồi nó khóc to, kê ma được dịp tấn công luôn, nếu chỉ là thứ hạng thì em luôn đứng nhất trong trái tim anh. Quả nhiên ác linh chui ra thật nhưng kê ma cũng bị cô đuổi tới tấp, ném hết giỏ quả thì lộ ra đôi giày. Azumi thích lắm, cô nói kê ma ngày mai nhất định phải đến. Người đã nhát gái thì chớ còn bị ngại, phút mốt mất đà thế nào lại kéo cả Azumi xuống, môi chạm môi, ác linh quay vào ô mất nhà bị eo xì nhét vào lọ ngày hôm sau Azumi giành được huy chương cơ mà lũ khóa trên cứ phải sân si thế nhưng chị đại thì lại tặng cô cái cải áo khen chơi kê ma cũng chúc cô một câu ngác ma ra khỏi người Azumi cũng không nhớ gì về vụ chinh phục con mắm Elsie nghĩ gì tự dưng lại thành học sinh mới vừa chuyển tới nói mình là em gái của kê ma còn ăn nói linh ta linh tinh khen không đúng chỗ làm cả lớp được bữa cười no bụng tan học Elsie vác cả núi đổ loạn trạng bám đuổi kê ma cậu nói con bé mau tháo cái vòng khỉ gió này ra nhưng cam kết đã xong đâu thành phố còn nhiều ác linh lắm, với lại eo gì cùng nhờ xếp lớn giúp mình nhập học. Kema lập tức há hóc mồm, chả nhẽ nó còn muốn về ở ké, đang cãi nhau hùng hổ thì chị mẹ kê ma đi tới, thấy thằng con mình mãi mới có con bạn nên đã mời eo gì về chơi. Lúc giới thiệu, thanh niên eo gì chơi lớn luôn nói mình là con rơi con rơi con rớt của chồng chị mẹ làm cả hai mẹ con hoang mang tột độ. Cô còn lôi ra một lá thư của người mẹ đã mất cho chị mẹ, lập tức đầu dây bên kia bắt máy, nhìn chị mẹ rõ hiền mà nghe tin chồng có con riêng cái là y như quỷ ngay. Hóa ra là là dân đô xe, chị mẹ ôm lấy hai đứa nói rằng quên thằng bố mất nết ấy đi, bà sẽ chăm hai đứa thật tốt. Lúc đi mua đĩa game, Kema nói mình không đồng ý việc ở ké của Elsie vì con bé không đủ tiêu chuẩn của một đứa em gái. Thanh niên lập tức lên lớp vài điều, đầu tiên cứ phải là máu mù ruột non cái đã, thứ hai đương nhiên là phải có tí kỷ niệm, cuối cùng là phải yêu thương anh trai. Tới tối, Elsie ngây thơ nói chị mẹ đi gặp ai đó gọi là luật sư rồi nên cô sẽ lo bữa tối Con bé còn cuốn cây ma như cái nem rán với tông màu cứ phải gọi là hồng nam tính Rất nhanh món mì hải sản cá dễ đành đạch đã ở trên bàn Không muốn ăn thì dùng bạo lực buộc ăn Cơ mà trông hơi tởm nhưng vẫn ngon Để ý mới thấy hôm nay nhà cửa và cả quán nữa Cứ như dùng A3 đánh bóng ấy nhỉ Sạch như mới Tới giờ ra chơi Quầy bánh vẫn đông như mọi ngày Đang phê pha mùi bánh thơm nước thì lại có tín hiệu đối tượng tình nghi bỗng một con bé tóc vàng đanh đá tên là Mio đi tới, nó chỉ phẩy ngón tay một cái, đám đông trước mặt liền phải nhường chỗ. Đem tờ 10.000 yên ra trả cái bánh giá 100, còn nói đời mình chưa dùng tiền lẻ bao giờ. Thế là cô ả à vét sạch quầy bánh, còn kiêu ngạo nói nếu không muốn xếp hàng thì hãy giàu như mình đi. Hao đứa nhà này bất lực vì mục tiêu lại rơi vào cô ta. Eo gì nghiên cứu sơ qua thì là 16 tuổi, nhà không có gì ngoài tiền, kèo này khó rơi rồi nhưng tay sát gái kỳ khôi kê ma lại cho là game dễ. Cậu ta gặp xương xương 300 đứa như này trong game rồi, quay ra cái thấy kê ma tỏ tình làm eo nhảy dựng cả lên, tưởng bảo mình hóa ra lại là tập thử. Hôm sau kê ma thẩm luôn chiêu thứ nhất, đương nhiên cái kết là được tầm cốt uốn nắn xương khớp free. Rất nhanh eo cho giải lộ của mình mò đường tới nhà con bé, quốc bộ một hồi cũng tới, đúng là người giàu có khác. Nhà cứ toát ra toàn mùi tiền nhưng đấy là nhà người khác, còn nhà con bé Mio ở bên này. Đó là một căn nhà cũ nát, sập xệ, Hai đứa nó mò tới nghe lén thì thấy ông quản gia nói Mio đừng tỏ ra mình còn giàu có nữa trong khi anh bố đã ba chấm còn mẹ cô thì đang còng lưng nuôi cô ăn học. Lại còn đem tiền ăn 4 tháng tới mua hết đống bánh này về, nói thế vẫn còn cãi thì anh quản gia bất lực toàn tập bỏ ra ngoài. Lúc con bé đuổi theo thì nhìn thấy ma trốn không kịp đứng cạnh cửa, anh quản gia bỏ đi hành nghề taxi còn Mio nhột hết người chạy vội vào nhà đóng cửa cái rầm. Kema đi về, vừa đi vừa bày mưu tính kế, cậu ta đã có ý tưởng lớn rồi. Ngày hôm sau anh quản gia không thèm đến đưa Mio đi học. Thời tới, Kema ra tay ngay, không chế anh nghèo thì lên xe anh đèo. Làm sao con bé nó chịu ngồi lên con xe bút háng ấy được nên nó nói mình sẽ đi bộ, thế mà mới đi được có bước chân đã ngã chỏng quẻo bánh rơi vung vãi. Thấy cô ta cứ chê con xế hụp bạc tỷ, Elsie vội en chan tít biến nó thành xích lô hạng sang, dù sao cũng không đi nổi nữa thế là con bé nhảy lên xe ngồi. Tưởng dễ ăn, ai ngờ lại khó nhai không tưởng, đạp tụt giái mới tới trường trong sự hào hốc của lũ bạn học. Cứ như thế, ma làm xế không lương chạy bằng cơm cho con bé Mio ba ngày trời, mỗi ngày con xích lô hộp được update từ một level sang trọng mới. Ngày thứ tư con xe nhìn không kỹ còn tưởng xe tăng, đến ngày thứ năm thì chịu thôi, nguyên quả tàu hỏa thế này bố thằng nào kéo cho nổi. Thế là Mio lôi ra cái roi, dọa cậu ta sợ khiếp vía, nhưng nó lại cười rất vui, thấy có gì sai sai, Mio đã đi bộ về trước. Elsie chui ra, với khả năng phân tích nhạy như máy của mình, con bé thấy thật khó hiểu vì sao Mio cứ phải tỏ ra rất tranh xả. ma thì đã rút ra khá nhiều thứ sau năm ngày cưa cầm đầy vất vả, từ bức thư mời tiệc bị rơi trong hòm. Hôm nay chờ mãi mà chẳng thấy ma tới đón, Mio giận tím tái mặt mày, lúc chuẩn bị bỏ về thì cậu ta lái con xe bí ngô tới. Cậu ta đưa cô tới chỗ bữa tiệc sang chảnh, rõ là đã từ chối mà cứ bắt tới, lúc Mio định xé tấm thiệp thì ma trong bộ vest xịn sò con bỏ bước ra. Chả là ma muốn thử khiêu vũ một cái nên mới lôi qua đây tập tành chút ít, eo gì còn cóp lây thành hầu gái bưng rượu ra cho đôi chim non. Thế là Mio chỉ cậu ta vài đường cơ bản 1, 2, 3, cha cha cha, đang vui thì một lũ ông chú đi ra, thấy Mio thì không ngừng giả nai chia buồn đáng tiếc cho anh papa của cô. Trước khi đi họ còn không ngừng cà khệ cô thêm vài câu làm Mio giận bay màu. Kema hét thẳng vào mặt Mio, nếu không muốn ở lại thì hãy quay về cuộc sống giàu có giả tạo ấy đi. Nói xong Kema cho cô ăn cháo lưỡi luôn, lập tức ác linh mập đùi chui ra bay thẳng vào lọ. Hôm sau, Elsie tí ta tí tẩn vì đã bắt được hai con còn kê ma thì mệt ná thở mio đi tới đưa cho kê ma mấy đồng xu hỏi mình muốn ăn hot nhưng chưa dùng tiền lẻ bao giờ nên không biết bao nhiêu đồng thì đủ ở một diễn biến khác thanh niên kê ma lại cày game mới của mình thì con bé canon không để ý đi tới bên cạnh vui vẻ không quạo vì mình vừa giật được vé làm idol giới trẻ ai rẻ thanh niên nhìn cái đáp câu xanh dần may là ai tao không biết mày đi ra đi một idol mà nhận được chuyện này ư Cô ta lập tức lôi súng điện ra dí thanh niên ta suýt thì đen như thiên lôi. Idol khóc lóc ỉ ôi tại sao mình lên TV rồi mà vẫn có người không nhận ra mình cơ chứ, tức quá dí cho thêm phát nữa. May con bé Elsie tới kịp gọi câu idol mới làm mụ dừng lại, rối quá con bé Elsie giật lấy cái máy chơi game của ông anh đem xin chữ ký. Kẻ ma tức giận giật lại lao vội đi nhưng nó không ra, lúc này tín hiệu trên đầu Elsie sáng liên tọi, Canon thì lại thêm chán đời mặt hừng hừng lôi ra thêm một cái súng điện nữa. Cứ tưởng lại cấp điện May quá chỉ hỏi tên rồi chạy đi mất. Elsie vội đi ra nói ông anh, Ác Linh đang ở ké trong người con mắm ấy. Tới tối về nhà, chị Idol vừa kịp nằm cái bục lên giường suy nghĩ về cuộc đời thì lại tất bật lên đồ đi diễn, họp fan, ký tên, tập nhảy, đi phỏng vấn, quay phim, đóng quảng cáo, poster được treo khắp thành phố luôn. Phía bên kia, Elsie vẫn đam mê chăm chú xem hình Idol, kê ma đáp làm Idol gì điện thì hợp lý hơn. Vừa kéo ghế ra định ngồi thì một cái đĩa CD rơi ra. Là Canon hẹn thằng nhóc lên sân Thượng Hàn huyên tâm sự. Hẹn thì đi thôi chứ sao? Gặp mặt cái Canon đã cúi người xin lỗi được chưa? Rõ hôm qua mặt còn đằng đằng sắc khí đòi xử mình mà nay ăn nói nhỏ nhẹ thế chứ. Chị đẹp idol nói cậu ta hãy giúp mình giữ bí mật chuyện này nếu không chị quản lý mà biết là chỉ có giờ. Nói xong Canon nói to mình sẽ đánh bại kê ma. Còn đánh bại gì thì không nói. Chỉ thấy lột đồ ra, nhảy lên sân hát điên cuồng. eo Elsie trốn sau lùng cây sướng phát rồi vì được xem show của Idol free trong khi cô ả à hát đến cuồng thì kê ma lại cấp quan tâm mà chỉ chơi game của mình. Không nói nhiều, lập tức triệu hồi hai cái súng điện. Ngay lúc này thì điện thoại reo lên, may quá con bé nó muộn buổi thu âm nên đã công đít chạy đi. Trước khi trèo lên chuyên cơ còn bắt kê ma ngày mai giờ này phải lên đây nghe cô ả à hát tiếp. Lúc quay lại thì lũ bạn đã bu lại từ khi nào chụp lấy chụp để con mụ idol Canon. Kê ma vẫn bất cần, chỉ game của anh là đủ. Ngày hôm sau, Canon lại mở show mini cho mình kê ma, mặt cậu ta rất là vui vẻ nhé thanh niên suy nghĩ sao con này máu thế nhỉ? SOS, tôi thấy có hiện tượng lạ, con bé này chơi đồ hay sao mà tự nhiên người cứ trong suốt kiểu gì ấy, mồm thì lầm bà lầm bẩm như con phê thuốc nói không ai nghe mình hát. Rồi anh biết phải làm sao rồi, nói xong cây ma bước lên nắm lấy vai cô nói rằng cậu có nghe cô hát mà, bố nốt thêm ánh mắt quyến rũ, nhưng hình như sai ở bước nào nên không thành. Cũng may né được chứ phát nãy mà chúng là hỏng hết avatar, lúc canon nói cậu ta ngủ, mồm thanh niên bật như tép nhảy, tại vì hát hay quá cứ như được lên thiên đường ấy nên mới nhắm mắt cảm nhận chứ có ngủ đâu. Chị idol dịu lại chút rời đi. Trong lúc đó, Canon đang trên đường về nhà, nhìn con bé có vẻ tâm trạng chó cắn nên bác Tài đã mở nhà của cô lên, quả là tâm trạng nó tốt lên ngay vậy đó. Đến hẹn lại lên nhưng chờ hoài chờ mãi chẳng thấy Canon đâu vì nay con bé có lịch quay mà hơi lỗi kỹ thuật nên phải chờ người ta sửa đồ. Cơ mà kê ma vẫn có cách tìm tới chỗ trường quay của con bé, vừa gặp đã thấy thanh niên idol lại xuống tinh thần nữa rồi. Được khen một cái là vui hẳn lên chưa kìa Còn nói sau này mình in bọt vùng kín thêm Được không vì trên trường chả quen ai cả Thời tới cản không kịp Kê ma một nụ cười luôn hé đáp đương nhiên là được rồi Nói xong quay ra đã chả thấy người đâu Mở tin nhắn ra thì sương sương Một trăm câu cảm ơn được gửi tới Thế là từ hôm đấy Ngày nào con bé cũng nhắn tin gọi thanh niên tới Bài hát tụt hạng cũng gọi Không biết bơi cũng gọi Buổi thu âm bị hủy cũng gọi Bị anh đạo diễn mắng hay là không chảy được tóc cũng alo Ngày chạy trục vòng làm kê ma còn mệt hơn là vụ kéo xe lần trước, vừa nói xong lại nhắn nữa. Tới gần tối, cô lại hẹn kê ma tới chỗ tối mình diễn, lần đầu diễn ở sân khấu lớn thế này thanh niên vui vẻ lắm. Phố lên đèn thì anh cũng lên đò, ai nấy đều hí ha hí hưởng đi xem số âm nhạc của ai đâu mới nổi canon. Một tiếng trước, con bé ở trong phòng thay đồ sửa soạn, đứng hát ở sân khấu lớn này cũng chính là ước mơ của nhóm nhạc cũ ba đứa của cô. Đang soi gương ngắm nhìn sự xinh đẹp thì quả não lại bị chập hay sao mà khiến cô nhìn thấy cái bóng trong gương của mình biến thành chính mình của hai năm trước. Không những thế cái bóng ấy còn kích đều mình rằng nếu như lần này thất bại thì idol canon chắc chắn bị mọi người ném gạch đủ xây nhà, người người quay lưng, fan cũng sẽ thành anti-fan. Lúc anh thợ trang điểm đi vào thì đã chẳng thấy canon đâu nữa, thế là cả dàn ekip chạy đi tìm như chạy giặc. Trong lúc eo xí dối như bát bún thì Kema ma vẫn còn bình tĩnh chán, tất cả đều như những gì cậu ta nghĩ cậu nói Elsie chuẩn bị lọ đi mình phải là người đầu tiên tìm thấy con bé mới được vấn đề bây giờ làm làm sao mà tìm ở cái nơi to như châu phi thế này nói rồi hai đứa chia nhau ra tìm đội ekip cũng rối hết cả lên chị quản lý nói hãy cố gắng kiếm thêm nữa mệt ná thở phải ngồi nghỉ hít oxy cái đã lúc này não gì khôn ra hơn tí cô nói dùng máy giỏ ác linh để thử tìm biết đâu lại được kê ma kiểu thế mà sao nãy không nghĩ ra luôn đi cái đồ đần quả nhiên là có tín hiệu ở gần đây nhưng chỗ nào thì chưa biết phố đã lên đèn trời đậu kiểu gì kê ma lại nhìn thấy cô đang ngồi trầm cảm góc kia. Thanh niên đi tới rồi bắt đầu nói ra những cái tâm sự tuổi hồng của Canon. Cậu biết cô cố gắng để được mọi người biết tới mình, dù là đã nổi lắm rồi nhưng vẫn rất sợ bị người khác cho ăn bơ. Canon vứt liêm sỉ cái bẹp rồi nhào tới ôm một cái làm kê ma há hốc mãm. Thế rồi mặt kề mặt, môi cũng sắp chạm đến nơi rồi nhưng kê ma lại từ chối. Mắt cậu lạnh tanh nói Canon chẳng nhẽ lúc nào cũng phải cần người giúp chứng minh rằng cô tồn tại hay sao. Con gái gì lời thế, phải tự thân vận động đi chứ thầy huấn dậy rồi có làm thì mới có ăn, không làm mà ăn coi trường mập. Ngay lúc này, tiếng phan hâm mộ từ sân diễn vang lên giữ thần dội, kê ma cũng ăn ủi cô thêm vài câu, Cà non cuối cùng cũng tỉnh ra, trước khi đi về con bé còn quay lại hôn kê ma cái chụt. Thêm một ác linh nữa bị bỏ tù. Chị bé nhanh chóng quay lại hội trường, nhìn thấy bó hoa được gửi từ hai đứa bạn cũ, con bé càng có thêm động lực. Cứ thế chị đẹp xuất hiện trong bộ cánh lồng con nhà ông lộn, cất giọng lên một cái là bao trái chim chảy như kem mùa hè hết nữ thần dịu dàng, chị idol lột váy ngoài ra, sân khấu này là của chị, quẩy lên đi anh em ơi. Kê ma ôm mặt tức giận đi học vì bị tài nấu ăn siêu ơi là siêu của con em mất nết hành cho ôm vệ sinh cả đêm. Ba đời nhà kê ma chưa gặp qua cái bánh nào lại làm nổ tung cả quả nhà chỉ vì bỏ quá nhiều bột mì như lời eo gì cãi cả. Thế mà con bé nó còn cãi cố là mình đã tốt nghiệp khóa học lịch sử nhiệt bổn hơi hoành tá chàng chứ đùa. Kê ma hỏi cô học được gì thì thanh niên hồ nhiên đáp, con tàu nó có màu đen chứ không phải màu trắng nghe xong cây ma máu dồn lên đỉnh óc hét thẳng vào mặt lc mau lên thư viện và tiếp thu kiến không ngủ dùng cái đi xong cái lc làm luôn sách mông đi tới thư viện trường sách ở đây khủng đến mức mõm lc há rộng tận mang tai luận hết một vòng con bé nhắm chúng từ điển tiếng lóng trông có vẻ dễ ăn cơ mà mới đọc chữ đầu tiên não cô đã xin thua cứ như thế chọn hết 3 tiếng đồng hồ thì mới thấy xe xưa cuốn xe chuyên dụng mà cụ thể hơn là cục xe cứu hỏa có màu đỏ đã thích thì phải triển Thanh niên bắt đầu đi tìm sách nào có liên quan tới xe cứu hỏa trong thư viện. Tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy tung tích đâu nên Elsie chạy đi hỏi chị đẹp thủ thư. Chẳng biết con bé kia có vấn đề gì về tai mũi họng hay không mà hỏi rõ to nhưng không thấy trả lời. Mãi cho tới lúc Elsie gì cái avatar vào sát sàn sạt nó mới giật mình làm đổ cả chồng sách bên cạnh. Con này chơi đồ hay sao mà cứ ngơ ngơ, hỏi có sách nào về xe cứu hỏa hay không thì đơ mẹ luôn. Con bé nói Elsie tan học hãy quay lại nhé bô nớt thêm cái biểu cảm không đỡ được Bỗng quả đèn trên đầu eo gì lại kêu lên tò tí te, rồi xong luôn, lại có việc cho ông anh làm. Nói rồi cô chạy đi lôi cổ kê ma tới, cơ mà vừa mới vào đến cửa nháy cái đã chẳng thấy đâu. Hóa ra là đã thanh niên bắt đầu vận dụng kiến thức tán gái từ lớp mầm non đi phân tích địa hình, sau một hồi đi săn thì con mùi cũng chịu xuất hiện. Cô bé đẩy nguyên cái xe ngập tràn sách, thư viện có bao nhiêu cuốn có hình xe cứu hỏa là con bé nó mang về cho eo gì hết. Sương Sư sương 458 quyển thôi chứ có nhiều đâu, nó làm mắt eo xì sáng như đèn pha ô tô. Nhìn kê ma một hồi rồi cô cũng quay về bàn của mình, nhìn qua thì thấy nó cứ bị sợ người, bình thường cũng chẳng nói chuyện với ai. Một ngày nữa lại tới, chị bé thủ thư lại tới thư viện chăm chỉ làm việc, ở góc bên kia, Elsie cũng đã điều tra được in tư tên cô là COG, là một một sách chính hiệu. Quay về chỗ của COG, chiều cao có hạn nên lúc vừa lấy cuốn trên giá thì mất đã ngã loạn trọn cũng may vừa lúc kê ma đi tới, cậu liền nhập vai anh hùng đỡ lấy mỹ nhân. 16 nồi bánh trưng chưa được sờ chai phát nào nên con bé có hơi ngại ngùng con thạch sùng. Làm màu làm mè chi cho cố. Sau vẫn chỉ là câu aligato mà lại còn nói sai thành aligatong đến chịu với mẹ. Biết mình nói nhầm sang câu khác, Sioji vội lấy sách che sự quê chữ E kéo dài của mình lại. Ngại quá thì cách tốt nhất chỉ có phủi mông quay đi thôi. Biết cô ả à rất mê sách, cây ma kích đều một câu. Chỗ sách này chiến diện tích quá, sau chỉ cần copy vào máy tính để là được rồi. Nghe thấy thế đương nhiên là cô ả à phải dừng lại rồi. Cô tính bước lên phang cho cậu ta một phát như mình là một người con gái ngoan ngoãn lịch sự dịu dàng dễ thương thì làm sao cho người lạ được. Nghĩ rồi Sioji lại quay người đi rời đi. Kê ma lại kích đều thêm một phát nữa làm siêu quay lại nhưng cô lấy hết can đảm hết được đúng hai chữ đồ ngốc rồi lại đi tiếp. LC nghĩ cũng thấy tức hộ, rõ là biết con mắm ấy thích đọc sách rồi mà ông anh mình cứ mở mồm ra là vứt với bỏ. Kê ma nói cô anh tính cả rồi, anh chỉ đang khái điều nó để xem trong bụng nó đang nghĩ gì rồi tìm cách tiếp cận thôi. Ở một diễn biến khác, Sioji đang nội bộ lục đục vì nhẽ ra nên nói cảm ơn mà lại lỡ chửi người ta là đồ đần, chán mình thật. Con bé bắt đầu ăn mày quá khứ, từ lúc còn bé tí ti là cô đã chậm chạp ít nói. Chẳng ra thì là chẳng dám nói luôn ấy chứ, thậm chí vì thế mà cô từng viết cảm xúc của mình ra hẳn 100 tờ giấy. Chính vì cái lầm lì không dám mở miệng ấy khiến Sioji chẳng có mống bạn nào. Ngoan cái lại tới giờ tân học, con bé Trưởng Tim nói cho nhóm về vụ thư viện sẽ có phòng nghe nhìn nên mọi người cần ở lại dọn dẹp từ tuần sau. Bỗng COG đứng dậy như có ý kiến gì đó nhưng lại chẳng thấy nói gì, Tim cũng đã quá quen rồi nên họ kệ. Họ nói xong thì đi về, còn COG vẫn đứng như chờ tình yêu tới làm tôi cũng thấy khó chịu hộ. LC nói Kema phải làm gì để giúp cô ả cậy mồm ra nói đi chứ nếu không bố thằng nào hiểu được mắm. Kema kiểu mồm nó chứ mồm tao đâu sao tao biết được. COG đi sắm sửa tí đồ. Bỗng sự chú ý của cô va phải cái cục tượng đỏ cute phô mai que nhưng xa này to quá chịu không nổi. Muốn cái bé thì phải tìm nhân viên xuống kho lấy mới được. Lúc con bé quay ra gọi thì giọng người khác to hơn nên anh nhân viên đi sang bên kia mất tiêu. Thôi thì chơi luôn cả con to về chứ sao. Làm sách muốn tụt lòn, mua xong đồ cô lại về thư viện thử một lần chơi lớn để xem thiên hạ có trầm trồ. COG dọn dẹp hết đống sách về bàn làm việc của mình rồi mài mài mực viết viết. Bên ngoài tim đã tới nhưng không mở được cửa chỉ thấy có tờ giấy phản đối mở phòng nghe nhìn của COG dán bên trong. Cho dù chị trưởng có đập cửa như nào con bé COG vẫn nhất quyết chơi lì tới bến. Elsie túm đầu ông anh bay cái vèo lên nóc, dù sao thì cũng phải biết con hổ nào cho con bé COG mượn gan làm nó liều thế chứ. Thanh niên COG lúc này buồn ngủ quá nên đánh một giấc, dậy về vẫn thấy chị trưởng đập cửa điên cuồng, cũng có hơi sợ mà lùi lại. Đã sợ thì chớ còn có tiếng gì kêu cái bục muốn rớt cả tim ra ngoài. Hóa ra là thanh niên kê ma bị rơi từ trên nóc xuống dập hết mông rồi nhưng vẫn phải tỏ ra ngầu lòi. Vừa ngồi cái kê ma đã lôi máy ra chơi game chẳng thèm nói với nhau câu nào. COG thì lại muốn hỏi thăm đôi ba câu mà lại chẳng biết mở mồm ra kiểu gì. Não cô lại độc thoại nội tâm mà không hề biết rằng thanh niên ngồi bên cạnh lại có sờ keo nghe được những gì cô nghĩ. Bỗng đèn tắt cái bục là hội trị trưởng bên ngoài đập cửa mãi không được nên đã ngắt mẹ điện đi cho bỏ tức. Phía bên trong COG sợ hãi nên đã khép nép vào người kê ma. Ánh mắt ta chạm nhau dối quá đẩy cái chơi chơi mà làm hơi lố va phải đống sách làm chúng đổ hết lên người cả hai. Thời tới cả không kịp, kê ma bắt đầu tẩy đi mấy cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn về cái thế giới không cần nói chuyện của con bé. Chính lúc này, kê ma đã kéo cô ra khỏi đống sách, rồi thì nấu cháo với cô thôi chứ còn làm gì được nữa, ác linh cũng bị túng đầu. Trời sáng tim chị trưởng mới phá được cửa đi vào, Di thỏ thẻ nói xin lỗi còn nói mình không muốn trơ mắt nhìn đống sách bảo bối của mình bị vứt nên mới lỡ nghịch ngủ. Thấy con bé chịu mở mồm ra nói mà tim ngứa người luôn. Sioji nói chị trưởng đừng thanh lọc sách nữa mà, năn nỉ luôn ấy. Chị trưởng thấy cũng tội nên thôi đồng ý cũng được nhưng phòng nghe nhìn vẫn phải mở, trộm nhiều vui tay ngủ nhiều vui mắt, còn ở trái đất quài cũng quen với cách sống của người bình thường. Nếu trước kia nấu ăn eo xì hay cho nhà nổ bay nóc thì bây giờ chỉ nổ cái nhẹ nhàng rồi. Chị mẹ mới ngủ dậy thấy đứa con gái mà mát lòng mát dạ ghê. Đang vui thì cái cục sắc giống đen thùi lùi chui ra làm LC phải vận hết 100% công lực massage ra mặt mãi mới hiện về nguyên hình. Thanh niên mắng từ ngày phải gánh thêm vụ tán gái làm cậu ta chẳng có thời gian chơi game, mấy cái trò mới đã xếp đầy cả phòng mãi chưa thẩm hết. Chị mẹ nhìn thằng con trai chắn không cơ chứ. Làm cho con bò xong cây ma lại lao thẳng về phòng khóa cửa cày game, LC vội chạy theo, khóa thì en chăn cái có ngay chìa khóa. Đây cũng là lần đầu tiên con bé vào phòng ông anh, cửa vừa mở ra đã toàn là đĩa game đập vào mắt, thêm dàn máy khủng con nhà bà khiếp trông mà lóa hết cả tâm hồn. Không hồ danh là thần chinh phục kiêm anh hùng bàn phím, một phát chơi cả chục game không vấp phát nào luôn, trình tay cào bàn phím phải ngang ngửa anh em đông lào. Tích cực quay tay vận may sẽ đến là đây chứ đâu, ảo ma Canada Malaysia bay qua tận Ukraine. Elsie bất lực đi ra ngoài, chị mẹ nói cô kể cha nó đi, chả có gì ngăn được thằng bé chơi đâu, nó còn quính game thay cơm được cơ mà. Kema vẫn còn phê pha như lên đồng sau khi quánh xong 5 game cùng một lúc. Tuy là có hơi đau lưng mỏi gối tê tay nhưng có gì gọi ngay cho ông bác ba đời trên Youtube là được rồi. Bỗng lại có mail gửi tới xin lời khuyên tán gái, ơ thế là lại phải để anh ra tay. Cũng may trước đây từng mua quạt với khá bảnh nên ba cái mú mai quay cuồng này dễ ăn không, mới chỉ quẩy tụt hết hai hòn rái là chơi xong rồi. Game này xong thì lại chuyển game nữa, có sáu cái một lượt thôi, game dễ, thế là kê ma huy động cả đôi chân dài mét mốt cùng đôi tay thần thánh nhảy nhảy, nhảy nhót nhót như thằng thiểu năng. Chỉ thấy sau tiếng nổ rõ to, Giàn máy toát ra mùi khét lẹt. gì hơi tò mò nên lại rón rén mò vào xem thằng anh chết chưa, cửa mở cái là ối rồi ôi luôn, nó đang làm cái quần què gì thế này, chọc mù mắt tao đi, tập yoga luôn mới sợ. Mở mắt bật dậy thấy còn một màn chưa bị cháy, thế là lại phải chơi, thanh niên lại đặt mục tiêu 100 giờ chơi game mỗi ngày, ủa alo, như này ai chơi lại anh. Chị mẹ cùng với gì đang ăn uống ngon lành cành đào thì chả hiểu thằng kê ma lại đang phá nhà phá cửa gì trên tầng eo mò lên thì thấy cậu ta lại bày binh bố trận bát quái đen cuồng trường, bày xong cái cũng gục sừ luôn, nhưng nó đâu có chịu nghỉ, chết cũng muốn chơi một phát 12 game. Cứ như thế thì ông anh có lớn mà không có người yêu này tâm thần chẳng ai giúp bắt ác linh mất nên eo đã lôi cậu ra ra hít khí trời, mũi hít thôi còn tay vẫn bấm liên tọn Con bé vắt não suy nghĩ liệu đây có phải là triệu chứng của việc ấy quá lâu hay không trời. Kê ma đáp câu xanh dờn, quyết không yêu để tiền mua đĩa, thà đau ví vì mua game chứ nhất quyết không đau lòng. Nói xong thanh niên xách hai túi game mới mua về nhà tiếp tục công cuộc cày cuốc của mình, với cậu ta chỉ cần game thôi chứ yêu đương gì tầm này. Đây là khi bạn lướt top top quá 180 phút mỗi ngày và học đòi ai đồ chơi 12 game cùng lúc. Cái bọng mắt thâm như đít cho thế kia rồi mà vẫn không chịu đi ngủ, đúng là bó tay chấm com với thanh niên. Trong khi LG vui vẻ không quạo túng được bốn con mồi thì Kema ma lại sồn sồn lên vì cứ phải dính lấy mấy cái đưa con gái kỳ cục kẹo. Cu thẩm mỹ của mấy con quỷ ác linh đúng là có vấn đề cầm tờ giấy kê ma vẽ chân dung ác linh mà con bé eo cười không nhặt được quai hàm làm kê ma ngượng chín mặt đang vui vẻ thì Elsie và va chúng anh trùng hổ báo trưởng mẫu giáo tính nóng như kem nghe mình bị kê ma khiện là đám hung chó làm thanh niên tức lộn ruột cậu ta dáng cho kê ma cú đấm thần thánh lũ đàn em cũng tranh thủ đã ké vài cái kịch càng thêm phần hấp dẫn khi mà có một chị đại học đường kasuga đi tới không chỉ đẹp mà còn rất đánh đá chị đứng chỉ chửi từ cà mau lên tận lạng sơn chửi từ toán hình qua tới toán số Giang Hồ nghe xong tức quá lôi hẳn rồi cui ra tính chẳng cho một phát ai ngờ lại quê chữ E kéo dài, bị chị đại táng cho không trượt phất nào. Mày động tới chị là mày ngu rồi em à, không hổ danh là gương mặt vàng của làng karate. Rõ được gái sinh cứu mà kê ma này cứ chỉ chăm chăm vào máy chơi game, nhìn cậu ta bất cần sự đời, chị đại đi tới túng cho một phát. Náo eo xí lúc này mới nghĩ ra vấn đề, con bé nhắm mắt nhắm mũi lao tới quật tới thấp mà không biết thằng anh mình được gái cứu từ nãy rồi. Nhìn kê ma nổi cáo với con bé, Màu chó của chị đại sôi ầm ầm, mà tín hiệu ác linh lại vang lên. Ơ ờ, thế là con mắm đánh đá này ư. Ừ. Elsie bắt đầu dò tìm Facebook của chị đại. Đã đủ 18, căng ở chỗ là trưởng môn võ đài Kasuga lại còn cái đai đen thùi lùi kia thì quá ghê gớm luôn. Giang hồ đồn câu lạc bộ karate sau khi vào tay cô quản. Hai ngày sau tất cả thành viên chạy sạch, chẳng còn ai. Đấy nhìn đi, một đấm thôi mà lùng hết 10 tấm gỗ. Elsie và Kema mỏ ở ngoài thôn còn xít xón ra quần. Elsie còn đang suy nghĩ làm sao thiết kế cái bằng phi công giả cho ông anh thì Kema đã chui vào trong xin nhận thầy. Biết là kiểu gì cũng phải tiếp cận nên chơi luôn chiêu này chứ sao giờ, thấy dùng mùng không được, thanh niên liền tận dụng vẻ đẹp hảo xoái của mình, quả nhiên vẫn là chiêu này hiệu quả. Bước đầu tiên trong hành trình nhận đề tử là làm chân sai vặt, được cái chỉ cần có thằng nào dám cười nhạo Kema sẽ bị chị đại cảnh cáo nhẹ ngay và luôn. Kema cũng tranh thủ nạp thêm in tư của chị, từ cái nết bên trong. Cậu ta liền đổi thành bánh mềm giúp chị ta đổi vị như vô ích thôi. Kema nói với Elsie rằng cô ả à này là lắm, chả có gợi ý gì để lên kế hoạch tán tỉnh cả. Với lại Kasuga rất ghét sự yếu đuối và cả mèo nữa, vừa nói xong bước vào phòng thay đồ thì lại thấy cô ả à vút be con màu như thật. Tôi đoán khối ông ước mình là con mèo. Nhìn thấy Kema, Kasuga sồn sồn lên vội giải thích, đã dối lại còn thêm cái bản mặt cute của cậu ta, Kasuga thêm dối, phang thanh niên một phát rồi chạy đi mất. Hai anh em nhà nó mò theo Kasuga đi ra ban công, cố Cô tính ném con mèo đi thì phải, xong cái tự dưng lại lòi ra hai Kasuga luôn. Vào trong nhà, Kasuga mới kể cho Kema nghe, dạo gần đây cứ mỗi lần quả tim bị loạn gì ngầu thì sẽ bị chia làm hai người như thế. Chỉ cần đá phăng cái bóng yếu đuối đấy ra ngoài thì kiểu gì chị chẳng điều khiển được nó. Nghe nó nói mà não Kasuga thông han ra, vậy nên bây giờ mình cần có nhiều thứ đáng yêu hơn để dụ cái bóng đó chui ra tiếp. Mỗi con mồn lèo này thì chưa đủ, Kema ghé mặt sát sàn sạt hỏi Kasuga có thấy thích cái gì cute hột mè nữa hay không. Elsie vội góp ý tưởng lớn, sao không thử mặc áo đôi đi hẹn hò nhỉ, vừa dứt lời cái đã bị cả hai lao tới phun nước miếng giữ thần dội. Ủa, alo, mình chỉ góp ý thôi mà. Mồm Kasuga nói không thích đi chơi với Kema thế mà hai phút sau cái bóng kia lại chui ra cười phái phái. Thế là hôm sau hai đứa nó rúng xính váy vóc đồ xuống phố, nhìn bà chị mà anh em chúng tôi chịu không nổi, mọc váy vào trông Kasuga xinh quá. Mỗi tội mặt hơi căng, cô thỏ thẻ đây chỉ là để dụ cái bóng ra thôi nên đừng có say nắng chị mày đấy nhé. Thế mà lúc Kema nói chả quan tâm lại câu có mắt xa mặt cậu ta sái cả quay hàm. Với cái tâm hồn căng nảy cùng đôi chân thon dài, Kasuga đi đến đâu là mọi người cứ phải nhìn theo đến đó làm con bé ngại muốn độn thủ. Được Kema khen một câu làm cái bóng chui ra nhưng El xì bắt không có kịp. Sau đó Kema kéo chị đại đi tới chỗ cửa hàng để mình mua mấy cái đĩa game vì có biết chỗ nào ngoài chỗ này đâu. Không mua game thì Kasuga lại kéo qua mua băng thể thao, của cái này giống hẹn hò ở chỗ nào dị trời. Hai anh chị dẫn nhau vào trung tâm giải trí chơi đập tôm hùm rồi đi xem phim, rồi lại chơi 9981 đủ thể loại cho con bò, chơi đến tối cũng chẳng bắt được con mắm bóng kia. Bỗng Kasuga nhìn thấy góc bên có người đang phát cơm chó, thế là mình cũng muốn thử. Hai con người lần đầu tiên ăn chung cây cà gem nên còn hơi bỡ ngỡ nhưng mà hiệu quả ra phết chứ đủ. Con bóng kia ngay lập tức bị tống khứ ra ngoài, Kasuga cũng lên đồ ngành, và sau đây sẽ là cuộc chiến giữa con người mạnh mẽ và con bóng yếu đuối. Cứ thế hai cục này lao vào choàng nhau thật, có bao nhiêu đánh bấy nhiêu, đánh hoài đánh mãi mà vẫn chưa thấy ai thắng. Elsie nói kê mau ra can trước khi đổ máu nhưng ngu gì ngó ra để ăn đấm, cuộc chiến thì vẫn cứ nóng hôi hổi. Gọi là bóng yếu đuối nhưng không hề yếu đuối nó nói Kasuga là nó không muốn mạnh mẽ nữa, con gái thì phải dịu dàng mới có 10 người yêu, nói xong nó quật cho Kasuga ngã lộn tùng vào ra đất. Kema chạy ra đỡ bảo cô mình có cách hay muốn giúp đấy, Thế là cậu ngắt lấy bông hoa cài lên tóc gà mách cô sao không thử vừa làm võ sư vừa làm cô gái dễ thương đi cho đỡ phải quánh nhau sứt đầu mẻ chán. Vừa dứt lời cái đã bị chị đại tú như túng cổ vịt, còn ném một cái rõ đau, trên cái móng và nói có một câu mà bị biến thành con mồi bất đắc dĩ của cả hai luôn mới đau. Kê ma hét thẳng vào mặt hai đứa nó rằng ai nói không thể vừa dễ thương vừa học võ, nhìn con bé eo xỉ xinh đẹp trên kia đi kiểu. Nó mặc bộ giáp made in China nhảy từ trên cao đáp đất mà lõng cả mảnh sân luôn đây thầy. Rồi vai của em đến đây là được rồi, còn lại cứ để tôi cân. Người thành công là người luôn đi về hướng đông. Áp dụng lời các cụ đã dạy, Kema đi về hướng tây vì hai đứa kia có đứng hướng đông đâu. Cậu ta vừa đi vừa tẩy não cho cả hai Kasuga. Con hàng authentic còn hơi cứng đầu nhưng con hàng rep một đến một thì có vẻ khôn hơn ra rồi. Nó lao về phía Kema cảm ơn cậu ta cái rồi nói với Kasuga hàng ú rằng bao giờ cảm thấy mình đã trở thành một võ sư super cứng rồi thì gọi sự nữ tính mình đây dậy nhé. Nói rồi coi bóng chui vào người Kasuga điều khiển cô ôm Kema một phát, phút đầu rõ còn bày đặt ngại, phút sau đã đè con nhà người ta ra hôn tối tấp. Người ta nấu cháo với nhau thì eo lại có việc để làm. Thế rồi từ hôm ấy, Kasuga tiếp tục chăm chỉ luyện tập nhưng đã không từ chối những sự cute hột me của chú mèo nữa. Sau một kèo mà nhạy cả người, eo xin nói ông anh không ngờ cũng có vụ người bị chia làm hai, mà nhắc mới nhớ hình như mình có mang sách hướng dẫn bắt ác linh mà lục tìm một hồi thấy có sách nhưng mà lạ lắm vì elsie lấy nhầm sách nấu ăn rồi nói xong đèn trên đầu lại vang lên kê ma đứng nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai bỗng có cái gì đó từ trên trời rơi xuống phút mốt đã hút elsie nhà ta chui tọt vào lọ cứ tưởng con nào gan thế dám túng cả mình hóa ra là con bạn cùng bàn hà qua đây mà đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao xưa đi học mình làm lớp trưởng của nó giờ đi làm nó lại nhảy vụt lên hạng nhất kiêm luôn vụ trưởng khu còn mình thì tụt lùi ở hạng ba từ mấy đời trả lên nổi Mãi buôn chuyện quên mất giới thiệu thằng anh đẹp trai khoai to nhưng yếu sinh lý của mình kê ma cho cô. Chị gái Hà Qua đi tới đầy tự tin chào hỏi nhưng kê ma còn đang bận giò sóng. Mạng yếu quá nên phải đứng hẳn lên ghế mới nhận được thông điệp được gửi từ vũ trụ. Kệ cha hắn đi, Hà Qua bốc phép mình bắt được 10 con ác linh rồi quay ra hỏi con bạn bắt được bao nhiêu. eo xì ngập ngừng nói mới chỉ được có năm thôi. Nghe mà làm Hà Qua chố cả mắt, bỗng báo động khẩn reo lên tò tí tê teo. Anh Trùng nói có một ác linh VIP Pro Max vừa mới bị con ớt ơ nào của tim dụ ra khỏi vật chủ rồi nhưng tóm hụt. Con ác linh này còn lên level trong lúc lần trốn vì hấp thụ năng lượng tinh hoa nhật nguyệt quá đà vậy nên dẹp hết cái khác đi làm phi vụ này trước. Eo dù rủ hà qua cùng chốt kèo mà nó nói nó là trưởng nên không cần lính quẻ giúp, xong cái phủi đít đi luôn. Không hồ kèo thì thôi ta tự làm, ấy thế mà cả kê ma cũng không chịu rời cái ghế nên chỉ có mình eo cong mông lên chạy. Ở diễn biến khác, hà qua đang dối hết cả vì quả trường này to quá bất lực cô à ra ban công đứng thì bắt gặp kê ma cũng lên hóng wifi chùa cậu ta nói cô có muốn giúp một tay không mụ ta cười cợt nhà nói mình là một trưởng khu nên chả cần người thường giúp đỡ kê ma thỏ thẻ mình sẽ không nói cho LC biết chính cô là đứa để sổng con ác linh đấy ra ngoài cậu ta còn sấn sân cái mặt của mình và sát hà qua hỏi cô vì sao lại không muốn hùa kèo tìm chung với elsie vừa nhắc cái đã thấy con bé não bỏ ấy rơi tự do từ trên kia xuống đè lên mình luôn nhìn thấy con bé Hà Qua vội đuổi khéo cô đi, nếu không lộ hết mất. Kê Ma nói với Hà Qua mình cóc quan tâm tại sao cô lại để sổng mồi mà chỉ muốn xin thêm tí in tư từ cô. Nói rồi Kê Ma đưa bà cô chuyên xạo chó này đi một vòng quanh trường. Hà Qua lôi iPad ra dò Google Map một chút. Kê Ma đứng khi có hai câu mà đã bị mụ nóng tính này suýt thì dùng lưới hái móc họng ra. Phía bên kia, thanh niên thanh niên eo gì kiểu. Bản lĩnh thì có đấy nhưng thấy xe cứu hỏa thì không ngó lơ được. Mãi lúc cái xe lăn bánh rồi mắm nó mới chạy đi tìm kiếm tiếp còn Hà Qua cũng chán đời không kém, vì cái thanh niên lời biến kê ma, thôi thì sách mẹ cậu ta đi cho đỡ tốn thời gian. Kê ma đưa cô ả đi tới sân bóng chảy, xong rồi họ đi tới địa bàn của đội hồ báo trường mẫu giáo nhưng cũng không thấy gì. Thế là thanh niên đi tới nhà hát, chỗ này trước là bãi tha ma nên nhiều mấy con đấy lắm, bước vào trong mà nó tối đến đáng sợ, máy giò cũng có phản ứng. Rồi xong nhiệm vụ rồi thì anh đi nhé, Hà Qua vội giữ cậu ta lại, thanh niên quay ra đá đều. Eo ơi quỷ bắt được 10 ác linh mà lại sự chỗ này à? Ảo thật đấy. Hà qua ngượng tím tái mặt mày nói nhỏ, người ta chỉ lỡ bốc phét có tí thôi chứ thực ra chưa bắt được mống nào. Đúng lúc này, LC Alo tới nói mình tìm được ác linh rồi, mau qua giúp một chân, hai đứa cũng nghe được giọng của con bé ở bên trong một căn phòng. Con ác linh được thả rông mấy hôm ăn trực vô tội vạ nên độ mập đùi của nó đã trả ai bằng. Đã béo hết chỗ nói rồi mà cái tật ham ăn không bỏ, cục mỡ ấy vẫn tiếp tục hút sinh lực của mấy đứa học sinh khác, Hà qua cũng vừa chạy tới. Cục ác linh này lên level 3 rồi nên đã có mặt mũi. Hà qua lôi bình phong ấn ra nhưng mới chỉ hút được 2 lít mỡ thì chú ta bắn ra chục cái xúc tua cắm vào người lũ bạn bất tỉnh nhân sự trên đất khiến họ bật dậy như mấy cái xác sống. Hà qua chạy lên lấy bình phong ấn, còn chưa kịp làm gì thì đã bị quây kín, bảo con bé eo xì ngăn chúng lại nhưng nó quên mất vụ bắt giữ nhiều mục tiêu, cuối cùng thì ác linh lại trốn mất hút. Hai đứa này lôi nhau ra đến sân thì đèn tín hiệu lại sáng. Bay cái vèo lên nóc nhà hát gặp Hà qua thì nó lạ lắm, vừa nhìn thấy kê ma đã lao tới móc cậu ta một phát, rồi su cả na luôn, con bé hà qua bị ác linh khống chế rồi. Lúc này cả cái đám học sinh bất tỉnh nhân sự cũng bị ác linh lôi đầu lên chơi cùng. Kê ma nói cô phải vào cho con bé hà qua tỉnh ra trước đã, thế nhưng cho dù eo có gọi như thế nào nó vẫn bị tẩy não. Nó nói mình đã rất chăm chỉ học tập nhưng vẫn là con vô dụng. Ra trường bao lâu rồi chẳng những chưa bắt được con ác linh nào còn làm nó rồng mất. Nói rồi con bé vung lưỡi hái của mình về phía Elsie. Cứ tưởng về gặp ông bà tổ tiên, Thế nào đấy nó nghĩ lại mà quay người đi, Elsie dùng sức lao tới bắt đầu ăn ủi trái chim bút giá của con bạn mình. May quá còn vực nó dậy kịp, cắt đứt một xúc tua của ác linh. Được rồi bây giờ Hà Qua sẽ giữ chân đám người lại còn Elsie tranh thú nhất con đứa mập địch kia vào lọ. Cứ thế đứa giữ chân đứa luồn lách sau 7.749 cái rắc rối, Elsie đem hình nộp ra dụ ác linh thành công nhét nó vào bình phong ấn. Xong việc, Elsie đưa nó cho Hà Qua giữ, cho thì lấy thôi chứ sao, Xong rồi cô chạy qua chỗ Kema ma sờ tay cảm ơn nhau cái rồi nhà ai nấy về đi mày ơi. Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan, còn Kema ma thì gấp đôi chán đời. Thêm một chút thất vọng tột cùng vì còn tận 59.993 con ác linh nữa. Lúc đi ngoài hành lang thì tín hiệu tò tí te teo lại sáng đèn, rồi có con bé chạy ngang qua, ơ là con bé Chihiro mà. Lên đến sân thượng rồi mà Kema ma vẫn ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, tại sao cái con mình ghét nhất lại trở thành mục tiêu cơ chứ? Lấy đâu ra động lực để đớp con bé mê trai chẳng có điểm gì nổi bật này đây hả ông trời ơi. Cậu ta nói eo xì cái con bé hà qua nó để sống ác linh cũng có bị sao đâu, hay là mình lờ đi một hai con cũng được mà. Bỗng hai đứa nó nhìn thấy Chihiro đang tỉnh tò trai ở góc bên kia, đu ma quả này, kèo thêm căng rồi đây. Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, con bé Chihiro ôm mặt buồn hiu đi ngang qua, nghe mùi bị từ chối đâu đây. Mưa gì mưa lắm mưa làm mưa lớn, tối tối vẫn chưa chịu tạnh. Ngày hôm sau, Chihiro mãi chưa thấy tới, Kema nói con em, mình không chinh phục con mắm ấy đâu, liệu làm gì thì làm. Lúc này con bé Chihi vừa tới, mặt còn buồn hơn cả hôm qua, Elsie không biết phải an ủi làm sao luôn. Thấy cũng tội thôi thì quyết định giúp đỡ cũng được, còn chưa kịp mở mồm an ủi. Con bé Chihiro đã tự hớn hở nói có không giữ mất tìm mối mới, hơi đau ngồi khóc đúng không nào. Nói rồi con bé đưa cho Elsie xem tấm ảnh con mồi tiếp theo của mình kê ma hét thẳng vào mặt con bé nói đấy là hãm trai chứ tình yêu cái quá gì và rồi hai đứa lao lao vào solo võ mùng luôn khỏi tán tỉnh gì hết sau vụ cãi nhau với chihiro kê ma như đang xuất khỏi thế giới thực chơi game một phát từ trên lớp về đến nhà thế là elsie đem cá thu nhật bản được nuôi ở địa ngục nướng ngay trước cửa phòng để dụ cậu ta ra ngoài nhưng không thành cô còn bay đủ trò con bò nuôi cá trồng rau ngày này qua năm khác giết rồi tưởng cái phòng nó là cái thảo cầm viên không á trời hôm nay lại còn có lũ quạ động ngoài phòng Kema. ma. Vừa nghĩ xong thì thanh niên sách mông đi học, LC bám đít gọi banh cái lỗ họng mà chả thấy cậu ta thưa. Lên tới trường, trong khi Elsie đang than ẩm lên vì ông anh cho ăn bơ thì ngoài hành lang cậu ta đói là người không lết nổi cái thân mà nằm dài trên đất. Bỗng Azumi đi tới nói Kema đứng dậy đi không tao dẫm cho cái bây giờ. Azumi nói cậu ta mình có chút chuyện muốn in bọt vùng kín, Kema ma nhìn con mắm mà nhớ lại nụ hôn đầu đời của mình. Cô hỏi Kema vừa đấu khẩu với Chihiro à, Cậu ta đáp hai câu rồi loạn trọng bỏ đi nhưng đói quá, đứng không nổi nữa rồi. Đúng là bó tay chấm com, thế rồi Azumi đãi cậu ta một bước. Con bé nói kê ma đi dỗ ngọt làm lành với Chihiro đi nhưng cậu ta không chịu. Cô nói nhìn hai đứa cãi nhau mình cứ thấy khó ở trong người. Nói xong con bé đạp cho kê ma một phát rồi lấy cớ quét lớp đi trước. Kê ma cũng leo đẽo về lớp giúp mắm một chân. Cơ mà Azumi lại nhờ Chihiro thay mình để tạo cơ hội cho hai đứa nó làm lành. Đang làm con ong chăm chỉ thì con mùi mới đẹp trai khoai to hay không chưa rõ của Chihiro đi ngang qua làm con bé không tém được cái duyên. Chihi bột miệng hỏi Kema sắp tới sinh nhật cậu ta thì tặng gì để lấy le được nhỉ? Kema chỉ nhếch nhẹ môi một cái, muốn tán trai mà chỉ biết mỗi tên thì em còn non và xanh lắm. Lại đây tôi chỉ cho bạn vài chiêu, thế là thanh niên đem kỹ năng tình trường cùng kinh nghiệm đầy người của mình ra mách cô vài chiêu. Cơ mà hai đứa nó lại solo tay đôi, Chihiro sấn sấn tới hỏi cậu thế đã nắm tay gái hôn gái ngoài đời bao giờ chưa mà phán hay thế làm kê ma đỏ hết mặt. Chửi hăng quá mà quên mất squad đang đứng ngoài. Chihiro nhanh trí tay bịt mõm chân thì giữ người cậu ta lại, đợi squad đi về mới thả ra. Hai đứa lúc này mới ngồi tâm sự tuổi hồng với nhau. Con bé nói kê ma nếu tự tin về độ sát gái của mình thì hãy giúp con bé tán đổ squad đi. Tan học, hai đứa nó ở lại chơi trò giờ học gạ trai cùng thằng thầy fake hay bị ảo tưởng kê ma. Elsie lên đồ nói xong con bé đem nguyên tờ kế hoạch tán tỉnh phần một của Kema dán lên bảng. Đây là tất tần tật những gì thằng Squat Utah của Chihiro làm trong một ngày. Cậu ta chốt đơn chỉ 3 ngày thôi. Phi vụ làm ăn tán tỉnh squad sẽ thành công mỹ co nhà bà mãn. Mới nói được một nửa thì Chihiro bỏ về mất tiêu. Kema nhanh chân đưa cho cô cốc nước rồi đẩy nhẹ một cái làm mụ ta lao thẳng về phía Squat khiến cốc nước trên tay đổ hết lên người cậu ta. Biết ngay mắm nó sẽ quay lại chửi nên cậu ta chuẩn bị cả rồi. Cái này gọi là tạo ấn tượng đấy bạn ạ sau đấy thanh niên bê cả trùng giấy tới nói với cô đống này là mấy cái lời thoại này cách lấy le này chihiro ôm đống giấy về mà máu cứ dồn lên não lúc đi xuống cầu thang cô nhìn thấy con bạn azumi của mình vẫn còn chăm chỉ tập luyện dù trời vẫn đang mưa làm mưa lốn. sáng hôm sau đi học trời vẫn mưa đang cất đồ thì squad đi ngang qua chihiro mặt hớn hở mông công vút phi về lớp tìm kema. cô vội khoe với họ vụ squad bắt chuyện với mình rồi nhưng chỗ thoại thì chưa đọc hết cách hai anh em nhà Kema ma chỉ có thể chui vào cái khăn tàng hình bám đuôi con mắm đi gặp squat cứ thấy Kema ma đọc trước còn con bé chihiro sẽ thuật lại theo đuôi văn cứ phải nói là hay hơn thơ xuân diệu mãi mới xong quả tám chuyện đầy sóng gió Kema ma tiếp tục bày mưu chuyển sang bước hai tấn công con mồi thanh niên vẽ hơ vẽ vượn một hồi lên bảng rồi nói nó là não của yuta làm chihiro cười sặc sụa eo gì đứng bên cũng bất lực hộ luôn hai đứa chuyển địa điểm ra giữa trời mưa Kê ma nói cô mau qua học ném bóng rổ đi vì squat của cô mê nó phết. Đang nói vụ tán trai mà thế nào lại nhảy sang buôn dư lê qua tận châu Mỹ mới sợ, đến chịu với hai đứa này. Kê ma đứng dậy nói cô ngày mai sẽ tỉnh to luôn cho nóng, chốt thế nhé, không nói nhiều. Ba hát em còn chưa ngủ tương tư về anh biết bao là cho đủ. Chihiro ngồi buồn tính alo con bạn tám chút mà quả dế yêu lại hết con mẹ nó pin, chán đời quá. Phía bên kia, Kema còn đang ngồi nghiên cứu giờ hoàng đạo cho Chihiro để xem mở mù nói giờ nào sẽ linh. Mới sáng ra Chihiro ngủ còn chưa đủ mà Kema đã nhắn tin qua nhắc nhẹ hôm nay sẽ là ngày thoát ế của cô. Vẫn như mọi ngày, Chihiro làm đủ trò con bò trên đường đi học rồi ghé cửa hàng làm cái bánh bao thịt sai bự cho ấm áp con tim rồi mới vào trường. Còn Kema lúc này thì cho LC Cop lây thành ông được dựa để tí Chihiro tập tỉnh tỏ một lực. Nói xong cậu bảo con bé chạy đi tìm cô còn mình lại lọc thoại tiếp. Xong cái cậu ta nghĩ sao mình lại phải làm nói chứ rồi vứt quyển vở cái bẹp nằm dài ra ghế than trời than đất. Bỗng Chihiro từ đâu chui ra đưa cậu cái bánh, nhìn nó chả còn tí hứng thú nào với vụ này nữa cả. Thế rồi con bé nó ậm ờ nói mình hủy kèo không chơi nữa làm kê ma suýt thì tăng sông, cái con mắm thối, làm người ta vất vả cày cuốc mấy ngày trời mà giờ nói không thích là không thích ấy à. Rồi su luôn, hai đứa nó lại cãi nhau lanh tanh bành rồi, Chihiro tức giận bỏ đi ngay sau đó. Lúc Elsie quay lại, Kê Ma nói con bé vụ ác linh trong người cô ấy cứ để mình cân. Nói rồi hai đứa đi tìm Chihiro, chạy tụt hai hòn dài hết 7.749 cái cây số mới thấy con bé đứng trên bong tàu ngoài bến, cứ tưởng nó nghĩ bậy nên Kê Ma lắp motor chạy veo veo tới đẩy nó ra. Nhìn con bé nó cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng mà Kê Ma không nhận được phải đi tới cả khịa đôi ba câu, trời lại đổ mưa như mưa trong lòng. Kê Ma hỏi cô nếu đã không thích người ta thì bày cái trò squat ra làm cái quần què gì làm mình hao công tổn thọ giúp đỡ. Lúc này hai đứa lại nghiêm túc tâm sự mỏng. Chihiro cũng thấy tự kỷ vì mình chả có cái tài mẹ gì cả, mà nhìn kê suốt ngày đâm đầu vào game thì phải biết chứ. Dù bị Chihiro quánh cho không trượt phát nào, kê ma cũng cố mà rót đường rót mật cho nó nghe. Nói xong thanh niên phi tới hôn cái chụt làm con bé đứng không nổi luôn, ác linh cũng chui tọt ra ngoài. May quá sau cái hôm đấy con bé Chihiro lại tăng động như mọi ngày không còn trầm cảm nữa. Chihiro thì vui rồi nhưng kê ma thì không, thanh niên lại lên cơn vì máy chơi game bị mưa ngấm nước làm cậu ta càng mất niềm tin vào cuộc sống. Cứ tưởng nay có ngày nghỉ vui vẻ không quạo thì con bé Hà Qua chạy sang chơi, còn chưa kịp giới thiệu với mẹ thì con bé đã nói luôn mình là con rơi con rớt của chồng chị. Lần này anh bô toang thật rồi. Kema ma giận bay màu nói cô rảnh háng không có gì làm hay gì mà chạy nhong nhong phá làng phá xóm quải. Ờ thì hôm nay qua cũng có tí việc, sau vụ để sống mất ác linh, Hà Qua có bị bắt phải làm báo cáo nhưng mà não cá vàng quá quên mất vài cái rồi nên chạy sang nói hai đứa giúp một phát nói rồi con bé lôi cái mô hình báo cáo ra trông chúng hoành tá chàng phết thật không hề giả chân luôn nha mãi đến tối mới sửa xong bài báo cáo hà qua còn tranh thủ sở tay kê ma một cái rồi mới về các bạn có tò mò số phận anh bô nhà kê ma bây giờ không chị mẹ gọi điện hết thằng anh bô rằng cẩn thận tôi cắt con chim bay lung tung của ông đi bây giờ đấy khổ thân anh bô chị gái vì xăng lên giá nên phải dùng con chiến mã đạp bon bon trên đường tới trường cô tên là nao vo xe giáo viên thực tập mới của học viện Thật ra cũng chẳng phải là mới vì cô từng học ở đây mà, ra trường rồi quay về làm giáo viên đại loại là như thế. Chị cô giáo Nikai nhìn đứa trò cũ của mình mà phát ngán, nó vẫn chưa bỏ cái nết mê mấy ông cao to lực lưỡng bên nhà đấu vật. Cô Nikai dẫn Nao Vo Xe tới lớp của Kema Ma để giới thiệu. Từ lúc vào lớp sự chú ý của Nao Vo đã va vào thằng nhãi danh Kema Ma vì nó cứ cắm đầu cắm cổ vào máy chơi game, đi học như này sao không ở nhà cho rồi. Càng nhìn càng thấy lạ vì nó làm việc riêng như thế mà chị cô giáo ni cai lại cóc để ý làm cô còn tưởng cậu ta là hồn ma chỉ mình nhìn thấy. Thế là giờ giải lao, cô vội hỏi nếu kỳ, chị cô giáo nói cô kệ mẹ nhà nó. Một anh thầy đứng bên lập tức góp vui vì suốt ngày bị kê ma chọc tức. Ông thầy tiếng Anh cũng xen vào một câu có chửi mặt nó cũng lì ra đấy thôi, được cái không nghe giảng mà bài kiểm tra nào cũng ăn 100 điểm. Tóm lại là thầy cô nào cũng bó tay a gmail.com rồi. Lúc ăn trưa nào vo xe vẫn không thể tin được lại có thể loại học sinh lắm vấn đề như này cơ á. Động não hồi lâu, cô quyết định phải rèn cho ma một trận. Thế là cô tràn đầy tự tin đi một mạch về lớp nói cậu ta, bạn ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu. Kemal nai và ngơ ngác nhìn cái làm cô hốt hoảng quay người chạy luôn xuống sân. Phân tích dữ liệu hồi lâu lại nhớ tới lời idol từng nói, cô quyết tâm thực hiện phi vụ giải cứu Diễm My, à nhầm giải cứu Diễm ma Xong cái tự nhiên có con ác linh em chị Huệ xanh lét chui tọt vào người nao vo xè, nhưng vì chống vào lớp nên cô cũng chả để ý nhiều. Lũ bạn đang cảm ơn trời đất đã độ lớp có được một cô giáo xinh đẹp tuyệt vời tới dạy, ai cũng hớn ha hớn hở chỉ có kê ma chê nhạt tuệt, cóc có gì vui. Rất nhanh giờ học đã tới, đúng là cái lũ học sinh, chào ông thầy thì ỉu xìu mà chào cô giáo trẻ cái là lại tươi như hoa đồng tiền. Lúc cô giáo nao vo xè đi qua chỗ eo xì, cái máy giò kêu in ỏi làm ai cũng quay lại nhìn, anh thầy còn tưởng con bé dùng điện thoại trong giờ nên ăn mắng bội thực luôn. Mãi mới tới giờ ra chơi, Kema hỏi Elsie đã dò được in tư gì chưa? Con bé bảo cậu ác linh này vừa mới chui vào người cô giáo thôi nên khô máu với nó luôn đi Kema. Thế mà thằng anh đáp câu tỉnh bơ, không, ai rảnh đâu mà làm, nói xong sắc mông đi luôn. Xuống đến cầu thang, Kema nói con bé bây giờ chưa chơi được đâu vì tình yêu với giáo viên là thứ vô vọng. Tóm lại là tốn thời gian lắm vậy nên cậu nói eo chỉ làm một kê ma phích đi học hộ mình để cậu ta lên kế hoạch tán xe xe. Dứt cậu còn chưa ra khỏi cổng thì đã bị cô nao vo xe bắt tại trận, tự dưng ở đâu chui ra đòi ăn cậu ta ăn trưa cùng làm kê ma hốt khiếp vía. 36 kê chuồn vẫn là thượng sách, càng chạy thì bà cô lại càng bám đuôi và rồi cả hai gặp tai nạn đè luôn lên nhau. Nao vo xe mặt dày khăng khăng kéo kê ma đi ăn trưa cùng mình, thanh niên mùng đọc thần chú không được quay lại nhìn nếu không sẽ bị thịt ba lần. Thế nhưng chị cô giáo vẫn rất hăng bắt chuyện, thấy thằng nhóc cứ bơ mình, cô mang ảnh idol ra dụ thanh niên thành công cho cậu ta mở miệng. Lúc đi về bà cô còn nói nếu muốn tâm sự mỏng thì cứ tìm nhé là kê ma sợ xanh mắt mèo. Hôm nay nào vo xẻ lại lên đồ thanh niên nghiêm túc, cầm theo cái máy chơi game khuôn mặt ngập tràn năng lượng đến trường. Ở thì vẫn đi xe đạp vì làm gì có tiền đổ xăng, vừa đạp vừa quyết tâm hoàn thành phi vụ giải cứu trong 8 ngày thực tập còn lại. Kê ma lúc này vẫn đang vẽ đường của cô giáo, cậu ta nói kẻo này chơi nhẹ nhàng hơi khó nên phải chọc bà cô sôi máu lên mới được. Thế là cậu ta lôi hết đĩa game của mình tới lớp, cắm đầu cắm cổ chơi, vốn là chọc tức bà cô ai ngờ lại làm bà cô nao vo xè tưởng cậu cô đơn quá nên mới chơi. Tới giờ thể dục, nhìn cây ma lại ngồi một mình nên nao vo xè nói sẽ luyện cùng cậu ta rồi đá bóng tới. Ai ngờ cây ma lại thắng chân ném mẹ đi, mà đen đuổi như nào lại rơi trúng đầu cô ni cai mới đau. Đương nhiên cái kết là cậu ta bị sút như sút bóng. Sau đấy cây ma bày ra đủ 7.749 trò phá nao vo xè nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại thanh niên bất lực toàn tập ngồi thẫn thờ trong lớp mãi cho tới lúc lớp về hết rồi mới xách mông lên lúc đi về thì bà cô gọi ở lại dù cơm bạt game một trận bà cô cứ tưởng thành công rực rỡ ai ngờ Kema ma đáp câu xanh loét cô cầm ngược máy chơi game rồi nhìn bà cô múa game trước mặt thợ mà Kema ma tức lộn ruột bà cô ngồi chơi một ván rồi lên lớp Kema ma nói cậu đừng chơi game mãi thế nó không thay được thế giới thực đâu Ui đấy lại động vào nồi máu chó của Kema. ma cậu ta hét vào mặt cô giáo một câu rồi phủi đít đi về Elsie nhìn ông anh nói mà ngứa cả nách, thế là con bé phang cho cậu ta một phát rồi lui cổ ra ngoài. ma nói với cô bé rằng quả này hết cách thật rồi, chỉ có thể theo đường cũ trong game thôi. Mà cậu ta cũng có tí kế hoạch nên bây giờ sẽ chuyển mục tiêu sang người thứ ba, chị cô giáo Nikan để mũ giúp. Vì sao ư vì để ngang hàng với giáo viên thì phải có giáo viên giúp, nhưng vấn đề ở chỗ làm làm sao tiếp cận được bà cô Nikan mới là cả chuyện lớn. Nói xong cậu ta chạy tới chỗ Nikan, dù bị mũ cho ăn bơ tức lắm nhưng phải nhịn, thanh niên chuyển mốt thảo mai rót cả cân đường vào tai nhưng lại bị cô lột mất cái mặt nạ đúng lúc vặp bà cô nao vo sẻ bật ông thầy tiếng anh bị ông chửi cho như con ghẻ nao vo sẻ buồn bã đi ra ngoài đã thế lại gặp lũ hổ báo trường mẫu giáo vứt rác bừa bãi nhắc nó có câu mà còn vùng vằng bỏ đi mới ghét ở một diễn biến khác để lấy le với cô giáo Nikai mà kê ma phải cong lưng lên chấm bài hộ bà đã thế bà còn lấy mất cái máy chơi game của cậu nữa chứ thanh niên dẫn lẫy đích làm nữa bảo bà cô cho mình xin in tư của cô nao vo sẻ đi Lập tức bà cô Nikan đưa hai cái tâm hồn to bự dí vào cậu ta. Cứ tưởng cho cái gì có ích ai ngờ lại là mấy cái ba sảm ba láp. Kê ma đang than trời than đất vì làm nô lệ cả ngày cho bà Nikan mà chẳng được gì thì nhìn thấy nao vo rẻ ủ rũ như mất sổ nợ đi ngang qua. Thấy thế kê ma lại chạy tới chỗ Nikan. Dụ một hồi thì bà cô cũng chịu kể. Trước kia khi còn ở đội bóng rổ của trường, ngày nào con bé đấy cũng chán nản. Nhìn đống thành tích của đội bóng rổ mà lóa mắt nhưng tim đã đừng ai nấy đi lâu rồi. Hôm nay ai đồ nhà nào vo xẻ có giải đấu nên cô hí hưởng chạy đi xem nhân tiện giải sầu luôn. Người tới xem xếp hàng đông muốn ná thở. Kê ma cũng bám đuôi. Cậu ta nói cô ngốc eo xì đi lên dò ghế ngồi của bà cô là gì. Xong cái cậu ta đặt mông của mình vào luôn. Lúc bà cô đi tới nói thì cậu ta còn đem tấm vé phích của mình ra cho xem. Cơ mà trận đấu cũng bắt đầu rồi. Thế là kê ma kéo cô ngồi chung với mình luôn. Cho con gái làm phan cuồng của vụ đấu vật này là một tội ác mà còn ngu hơn khi để cô ta ngồi chung suốt trận đấu cô ả nhập vai đến mức lôi cả kê ma ra nhào như nhà bột. Nhưng mà cũng có lúc mặt kề mặt làm ngại muốn chết, tự dưng ngồi xem như này làm kê ma cũng thấy có tí hứng thú, bỗng chị cô giáo nhớ lại vụ hồi sáng tức quá nhéo kê ma một cái. Thời tới, cậu ta cũng nhắc lại cái vụ đội bóng rổ giải thể sau khi nao vo xe lên làm đội trưởng. Cậu ta nói là vì cô nên mới thế đấy. Nghe thằng cho mình nói thế, nao vo xe nhớ lại lúc đội bóng bỏ đi, xong cô hét cho kê ma một câu phá vỡ sự im lặng, ngại quá nên đã bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau, trong lớp lũ bạn bàn tán rất chi là sôi nổi về nao vo xe, nói cô giáo phiền quá, vừa nói xong thì cô tới. Khuôn mặt rất chi là hí hưởng cầm tờ poster nói rằng lớp mình sẽ tham gia chạy marathon đương nhiên không thể từ chối vì cô đã đăng ký hết rồi, nghe tin này mà cả lớp ai nấy đều không thích. Chúng nó bắt đầu từ chối làm bà cô nhớ lại chuyện cũ, mặt nao vo xe liền chuyển sắc chửi mấy đứa nó ích kỷ rồi bò chạy một mạch ra khỏi lớp. Nikan đứng ngoài nghe thấy lũ học sinh khó chịu mà mình cũng thở dài bó tay nao vo xe chạy một mạch về chỗ câu lạc bộ bóng rổ cũ của mình sơ sờ, sờ cái bảng tên một cái thì thằng nhóc kê ma ở đâu chui ra dạ suýt thì xón ra quần kê ma nói cô có bao giờ thay đổi đâu mà lại than trời than đất thế cô chỉ biết bắt người khác làm theo ý mình thôi chị cô giáo ôm lấy quả bóng chạy vèo tới phòng bóng rổ xong cái bà khóc nhẻ nói mình chỉ muốn giúp mọi người tốt hơn thôi mà kê ma cũng đi theo an ủi sóc lại tinh thần giúp cô cậu nói cô cứ phải để người khác bị ấn tượng bởi ý tưởng của cô mới được nên là cứ làm theo mấy cái mình thích người khác nói gì thì cứ kệ. Nói rồi cậu ta nắm lấy tay nao vo xè, dù là trời có sập cô cũng phải làm cho mọi người thấy suy nghĩ của mình mới được, làm như ai đầu của cô ấy. Thế là ánh mắt ta chạm nhau, cái bờ môi cũng gần chạm thì cả lớp tìm tới xin lỗi cô vì ban nãy ngu ngốc quá, lúc bà cô quay lại thì đã chẳng thấy kê ma đâu cả. Cậu ta đã trốn vào góc, hóa ra tất cả là mọi chuyện này là do cậu ta tính sẵn cả rồi, cậu nói eo gì đếm đến 500 thì đưa lớp tới phòng bóng rồi. Kết kết của vụ này là cô giáo nào vo xé đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, hôm nay cũng là hôm cuối thực tập, cơ mà kê ma lại không lên lớp thế nó mới lạ. Sau khi chào lớp, nào vo xé tới chào anh chị em đồng nghiệp, lúc tiễn cô, Nikai nói có chuyện gì khó thì cứ alo, chị đây sẽ giúp. Nào vo xé lấy con ngựa chính của mình đi về thì bắt gặp kê ma đứng phía trước, cô giáo nói mình sẽ quay trở lại là một cô giáo thứ thiệt. Xong cái bà cô đi tới chỗ kê ma hôn cậu ta cái chụt, ác linh cũng bay ra ngoài hai giờ anh còn chưa ngủ nhưng lại chẳng tương tư em nào cả bị bận chơi game chứ anh đây mất niềm tin vào đàn bà phụ nữ ngoài đời rồi lúc chọn game tiếp cậu ta nhìn thấy cái game vớ vẩn mình mua hôm đi hội chợ nên làm tí trong lúc đó eo lại bật bài mai này em sẽ nấu cơm học kho cá với thơm vừa hát vừa trổ tài thì chị mẹ đi vào nói mình lên gọi thằng anh xuống tắm vì đêm qua nó chơi game cả đêm chị mẹ cũng chán nhìn mặt nó lắm rồi thế là con bé đi lên xem rốt cuộc thằng này nó làm gì trong phòng suốt vừa gõ cửa đi vào đã gặp một nụ cười luôn hẹn xong cái tự dưng thanh niên chạy đi học luôn khỏi ăn sáng. Vừa chạy vừa kêu mình tìm thấy game định mệnh rồi, đã thế còn tự dưng lại đứng hình ngay giữa đường 5 giây rồi hớn hở đi tiếp làm eo gì đuổi theo tột hết háng. Chơi từ ngoài đường vào tận trong lớp vẫn chơi, còn hét toáng lên làm chị cô giáo đá bay ra ngoài, hại con em cũng bị vạ lây. Lũ bạn thì quá quen với việc này rồi, bị ném cái rõ đau như thế mà thanh niên vẫn còn tươi chán vì được thoải con gà mái chơi game. Tới giờ ra chơi LC tìm nát cái trường mà chẳng thấy ông anh đâu, Hóa ra là cậu ta vẫn đang hăng chơi game ngoài sân thể dục làm người ta tìm tới gần tối mới thấy Lúc nhìn thấy cái bản mặt của kê ma dọa LC suýt thì tăng sông luôn Chẳng hiểu nó có cái mẹ gì mà bánh cuốn thằng anh mình thế chứ Còn làm nó chẳng khác gì thằng thần kinh trốn chạy Tới tối hà qua chui qua rủ hai anh em đi chơi nhưng LC nói đời nào cậu ta chịu bỏ game ra ngoài đi đưa đưa đi Bỗng kê ma nhận được mail mới Nó nói muốn xin lời khuyên về người chơi từ vị trí thần chinh phục trong dự án mới của họ mà lại còn là công ty của cái game cậu ta cùng mấy hôm nay nữa làm cậu ta vui đến nỗi nhảy câng câng như đứa nhóc lên nam được cho kẹo. Xong cái đầu cậu ra bắt đầu vắt não lên suy nghĩ mà không ra ý tưởng nào cả, nghĩ nhiều mà muốn đột quỵ ngã ra đất cho vừa lòng. Tới khuya eo gì xuống đi đáy thì bắt gặp ông anh bày đặt đứng dựa tường ngắm trăng suy nghĩ về cuộc đời, con bé đi về phòng rồi mà vẫn thấy lạ. Sau một đêm tích cực suy nghĩ rép sao cho ngòi lòi con cá mòi thì kê ma đã trả lời người ta một câu xanh lét, hãy làm một game thật hay nhé xong rồi cậu ta lại sách mông đi học. Một câu trả lời thật là đầy tính nhân và văn đến từ vị trí thần chinh phục kê ma. Ha qua há hốc mồm khi nghe LC khoe đã túm được 14 con ác linh, còn phía bên kia, kê thì vẫn đang gái to về trình độ tán gái đẳng cấp của mình trong game có thể chinh chiến mọi mặt trận ngoài đời. Đang dương dương tự đắc thì cậu ta ngửi thấy có gì khét lắm. Cứ tưởng cậu ta dập lửa ai ngờ lại chạy ra bán công hít oxy, ngắm chăng. Đây là đài tiếng nói Việt Nam, ấy nhầm, đây là một buổi biểu diễn của con bé Canon làm idol nổi tiếng quá cũng khổ cong mông lên chạy mà mãi chẳng hết sâu bận hết cỡ đến nỗi phải tranh thủ giờ nghỉ để ôn cho bài kiểm tra nhưng nó lạ lắm mới học được câu hello là mắt cứ nhắm tịch vào đang ngủ được 3 giây thì tự dưng cái bóng trong gương của mình lại nói nó là thiên thần cơ mà trông như con thần kinh trốn chạy chứ có thần tí nào đâu canon còn tưởng tại mình mệt quá nên bị hoang tưởng sáng hôm sau hai anh em keima đi học thì bắt gặp con bé tenji nói bà diana muốn tâm sự mỏng vừa dứt lời cái đã enchantit chuyển giao diện luôn. Bà này bà hùng hồ giới thiệu mình là thần, còn vừa order shopee được cái đèn led vòng tròn đem mắc lên trên đầu cho ra dáng nữa nhưng cây mà cốc thèm để ý. Cậu nói có quỷ thì kiểu gì chả có thần, sao phải ngạc nhiên. Sau đấy bà Diana vừa đi vừa nói mình cần phục hồi sức mạnh bằng nhiều tình yêu hơn nữa, vì thế bà muốn cây mà cưới con bé Tenzi. Nay có bài kiểm tra nên canon lên trường làm cho lũ bán sáng cả mắt. Con bé chạy vào nhà vệ sinh alo cho con thần Apollo gì đấy ra hỏi mình có thể mang chuyện bà thần này đi tâm sự với Keima được không. Từ khi có bà thần này trong người, cái chuyện ác linh mà vốn dĩ được làm cho quên bén lại chui ra trong đầu Canon. Quay về chỗ Keima, cậu ta lại thấy bà thần Diana chờ mình. Cậu hỏi cô ả à tự dưng lại đăng nhập vào thế giới làm gì, có phải lại có biến nữa hay không. Mụ thỏ thẻ kể chàng giang một hồi thì chốt hạ muốn nhờ Keima tìm hội chị em cây lúa bị lạc của mình. Có năm đứa thôi không nhiều đâu mà năm đứa đây trốn trong trái tim của những cô gái mà cậu ta từng chinh phục, chỉ cần kiểm tra lại một lần là kiểu gì cũng ra. Đương nhiên là Keima từ chối rồi nhưng mụ nói những cô gái mang linh hồn của thần ấy thì chúng nó vẫn còn nhớ ký ức tán tỉnh với cậu ta. Nói xong mụ cũng out game trả lại người cho con bé Tenji luôn, vừa hay canon tới trường, ai nấy đều chào cô nhiệt tình. Xong cái mụ Apollo lôi cô vào nhà vệ sinh nói nhỏ có người đang theo dõi mình đấy. Lúc cô đi ra thì có cái bóng chạy đi làm canon ngồi trong lớp mà không tập trung được. Trong lúc đấy ma cũng suy nghĩ về vụ bà Diana nói, não cậu ta bắt đầu phân tích dữ liệu, nhớ lại mấy hôm nay Canon cứ hay bắt chuyện với mình, chẳng có nhẽ là con bé đấy. Đến tối về nhà, Canon chuẩn bị vào thang máy thì có ai đó ném nguyên cục sắt về phía cô, may có cánh cửa đỡ hộ. Thấy thế sợ quá cô vội chạy một mạch lên nhà gọi cho chị trợ lý nhưng chị đi giày đầm rồi chẳng thấy nghe. Con bé tự an ủi là do mình mệt quá nên tự tưởng tượng ra thôi. Hôm sau lên lớp, con bé lại nhìn thấy cái bóng đen quỷ quái kia hốt quá lao thẳng về chỗ kê làm cả lớp cũng phải ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa con bé nói mình chưa quên cậu ta thế là kê ma kéo cô ra khỏi lớp đờ ra ma hót hòn họt đương nhiên cả lớp không thể bỏ qua mà ra ngó hết hà chưa hết nó còn tỏ tình cậu ta làm cả lớp lại được phen hú vía kê ma dối quá nên đã kéo con té trước canon vừa nói với cậu ta có người theo dõi mình thì mụ apollo xuất hiện mụ nói con người không nên dính vào vụ này xong phủi đít đi luôn ima nói với con em LC có mụ thần nào đó ở trong người Canon mà mụ thần kia lúc này đang cong mông lên chạy thì bị một cái bóng túng cổ. Cái bóng đen thùi lùi nói là phải sửa hết lũ thần thì địa ngục mới hồi sinh được, nói xong mụ chói Apollo lại, đâm cho cô một cái. Lúc Kei Ma đi tới thì cái mụ viên thiệt đấy đã đi mất rồi chỉ có Canon nằm hấp hối trên đất. Thế là hai đứa mang Canon về để Haqua trị thương, Diana cũng nhận ra bà chị mình ở trong cô gái này. Cơ mà quả kiếm này dùng tà thuật cổ bị cấm nên hơi khó chữa. Haqua nói rằng người thường mà bị ám phép này cái là ngòm ngay rồi. Cũng may Canon còn có tí sức mạnh của thần nên mới giữ được cái mạng nhưng cũng không trụ được lâu đâu. Cây ma hỏi Hà Qua còn bao nhiêu ngày thì Canon hẻo để còn biết tính kế cứu con bé, nếu không cứu được thì còn tìm thầy làm lễ. Diana nói trước mình có thể phong ấn được cái vụ này nhưng bây giờ yếu quá rồi. Diana chỉ tay lên cái vòng tròn trên trời nói bà chị Apollo cũng đã phát tín hiệu cảnh bảo nên những chị em còn lại sẽ cảnh giác với mụ viên thịt. Nếu thế thì mình cũng sẽ hơi khó tìm được họ. Nói xong thì Diana trốn luôn. Thế là hôm sau, Keima nói LC cosplay thành canon pha ke, dùng thêm tí mánh khóe nên với mọi người nó vẫn là canon. Được cái hôm nọ canon nó tỉnh to nên cả trường đang đồn ầm lên Keima là người tình tin đồn. Nên đứa nào trong số bạn gái cũ của Keima ghen thì chắc chắn nó là người chúng ta cần tìm. Vừa nói xong thì bà Chihizo bà cầm nguyên cốc cà phê nóng đổ hàn lên đầu Keima, vừa lên đến lớp lại nhận ngay một đòn đá chân thần trưởng của Azumi. Sau đấy Keima đi chào hỏi nốt chỗ người yêu còn lại, tới cuối buổi ngồi phân tích, loại trừ tất tần tật ra thì còn lại 5 đứa. Cũng tối rồi nên họ đi về. Keima nói ha qua tới chỗ mình ở luôn cho bớt lằng tà lằng nhằng. Tới ngày thứ hai của phi vụ làm ăn, Keima tìm Azumi, tính đem tình yêu của mình ra test thử độ nhạy của bà thần. Ai dè lại bị con bé chẳng cho phát bay chục mét. Xong bên này thì lại chạy qua chỗ Chihizo. Phải tán họ thêm lần nữa thì mấy bà thần mới chui ra được. Thanh niên vẫn làm theo kịch bản cũ tiếp cận cô bé đánh đá nhưng cũng bị cô ả cho ăn bờ. Keima nói Haqua giữ chân một trong hai đứa để bọn nó không gặp nhau còn mình thì chạy tới chỗ Suki no chơi tiếp, vẫn là bị trong nguyên câu mình không quen bạn, bạn đi ra đi, cơ mà con gái khó hiểu lắm nên cậu ta bám theo cô lên sân thượng. Thế điếu nào Azumi cũng lên, thanh niên vội vội vàng vàng kéo con bé Suki no trốn đi, không thể để chúng nó gặp nhau được. Thế nhưng Keima tính làm sao bằng trời tính, Suki no phang cho cậu một phát rồi giận dỗi chạy đi, Keima cũng chui vào tấm vải té ngay sau đấy. Tôi đến mệt với cậu Keima này quá vừa xong bên này là lại phi qua bên siêu di thẩm tiếp nhìn nó ngượng ngượng thì chắc là vẫn còn nhớ cậu ta đấy nhỉ đang vắt háng lên đầu suy nghĩ thì con bé vui qua bắt chuyện nó là một trong những đối tượng cũ nhưng giờ chẳng còn nhớ gì kê ma đứng dậy đi trước thì bị cô kéo lại nằm hẳn lên đùi luôn từ dưng cái được nó tỉnh tỏ làm kê ma đần cả mặt ra vừa hay siêu và ha -qua vô tình trông thấy lập tức bà ha -qua bà tần cho cậu ta một phát đau tận đỉnh đầu tới tối về nhà kê ma lại thêm đau đầu vì kèo này ngày càng khó bỗng Chihizo gọi cho Elsie nên cậu ta nghe luôn. Cậu ta nói rằng Elsie muốn ngày mai cùng về với cô nên nhớ chờ nhau nhé, xong còn tranh thủ nói xin lỗi một câu rồi tắt bục. Keima giải thích cho Haqua, cùng nhau về nhà là kế mấy đôi yêu nhau hay làm hâm nóng tình cảm, kế hoạch cũng đã được vạch ra sẵn rồi, cứ thế mà làm thôi. Hôm sau Haqua giúp thanh niên giữ chân Azumi và Chihizo để thằng Keima chơi con bé Sukino trước, chờ hết mẹ một tiếng mới thấy con bé nó ló cái mặt ra. Thế là Keima bám theo cô lên xe buýt, bày đủ cho con bò trên xe rồi mới xuống, cơ mà cũng có hiệu quả phết, cậu ta còn hẹn Su Kino Mai gặp ở phòng họp câu lạc bộ. Phía bên kia của Ha Qua, tìm tập xong đi về, cô vội inbox vùng kín nói ông anh mau quay về con mình giữ Azumi và Chihizo nhưng chỉ giữ được mỗi một đứa. Keima lúc này vẫn cong mông chạy về cho kịp, cơ mà vụng quá ngã chỏng quẻo để lỡ mất con bé Rui, mà vừa hay Azumi đi tới nên tấn công con này trước cũng được. Cơ mà thế điếu nào lại có con kỳ đà cản mũi, thanh niên phi lên bắt chuyện với Azumi luôn kệ cha con bé Mia à. tự dưng lại thêm con bé Haqua đi bên kia thế là cậu ta vội kéo hai đứa này vào mua đồ ăn xong rồi thì chạy lên mắng Haqua tí thì lộ hết Azumi cũng bám theo cậu ta may mà Haqua trốn kịp Azumi giận dỗi nói cậu đừng bám theo mình nữa nhưng đời nào cậu ta chịu thế là thanh niên lôi kỹ năng diễn xuất siêu đỉnh của mình diễn bài ca lụy nàng rồi quay người đi để Haqua xử nốt phần còn lại Keima có được về đâu cậu ta cong mông chạy qua chỗ Chihiro bắt chuyện với con bé sự chú ý của Chihizova phải cây đàn guitar nên cô đã mang nó ra chơi thử vài đường cơ bản. Nói chuyện vui vẻ với nhau một hồi thì Chihizo nhớ ra mình đang giận dỗi thằng này cơ mà, thế là cô xì khói chạy đi luôn. Tán năm đứa một lần là điều quá vất vả, Keima tới chỗ Shioji làm nốt màn cuối, cậu nói ha qua dụ cô ra chỗ khác còn mình đi tới lén xem tiểu thuyết mà cô viết. Đúng là con người của học tập, viết toàn ba cái thứ cao siêu, đọc một hồi thì thấy là tuy vai diễn hơi ngược nhưng giống lúc mình cưa nó quá đọc được nửa thì đoạn sau chống chân mấy trang rồi cái kết là nam chính ngỏm củ tỏi vì chúng bom đang suy nghĩ có phải giận về vụ canon hay không thì Sioji quay lại giật lấy quyển vở Keima nói cô mình sửa lại đoạn kết một chút rồi xong cái hai đứa nó cứ sửa qua sửa lại thêm thêm bớt bớt thay lời muốn nói với nhau được một hồi thì Keima viết xin lỗi đọc xong Sioji cũng ôm quyển vở chạy đi mất hút thanh niên nói Haqua bay lên cao cao một chút canh xem bao giờ Sioji đi về thì alo con bé vừa đi thì cậu ta bắt gặp rồi Thấy nhau cái là chị đẹp sấn sấn vào người. Cô nói mình theo dõi cậu ta nãy giờ nên nhìn thấy sự playboy của cậu rồi đấy nhé. Nói xong chị đẹp mang ra một món quà là đồng phục nữ sinh của Alo. Bà nói giờ mình mặc đồ nam thì Keima phải mặc váy chứ. Thế mới là tình yêu học đường. Sukanage tự dưng lại thành hạt thóc cho người ta tán. Đúng lúc Shouji đi ra, 36 kế về nhà là thử sách. Ngày thứ ba, Keima sửa soạn lên đồ đi thực hiện phi vụ tiếp. Vừa mở cửa thì va ngay vào mụ nô ra đến tìm LC Thanh niên vốn ghét bà cay đắng nhưng để moi xem bà tìm LC làm gì nên phải bật chế độ xanh lá Hỏi ra thì mụ nói được lệnh tìm vài người thiên đường đang đi đu đưa đi ở trái đất Nghe xong cậu nói ha qua moi thông tin còn mình tới thư viện thực hiện kế hoạch tiếp Keima chạy tới thư viện vừa cầm cuốn sổ của Seoji lên thì cô đi tới Con bé lấy hết chỗ giấy vụn đi để chỉ để cậu ta đọc bản chính Đọc xong thì là nó dở ạch nhưng vẫn phải khen hay còn viết ra giấy hẹn cô ngày mai lại qua đọc tiếp có được hay không. Trả lời cái được rồi Seoji cũng đi mất, bỗng cả thư viện tối đen thùi lùi, Keima bị đóng kệ sách quay lại, lúc trèo lên thì có biến bà con ơi. Mà lúc này ở nhà, ám khí trong người canon phát ra ngày càng nhiều, Noza cũng đã nhận ra nên chỉ giả vờ đi về thôi. Hết cách, Haqua chỉ có thể nói cho cô nghe. Quay về chỗ Keima, cậu ta vẫn bị ai đó ném đống sách bờ bàn ghế vào mặt đang nghĩ có phải cái bà Vin thiệt làm hay không thì cậu nhìn thấy con búp bê Luna của Sukino. Nó nói cậu ta tránh xa cô chủ của mình ra rồi cho hai kệ sách ép cậu ta lại. Quả nhiên nó là hội chị em của bà Diana, nó nói không thể để thằng bad boy như Keima tiếp cận Sukino của nó được. Keima cho cô cú lừa rồi té trước, nhưng cứ để như thế thì bà Vin thiệt bắt nó mất nên cậu ta vội chạy đi tìm Sukino. Lúc thấy con bé thì nó có đeo cái vòng đèn led, hóa ra là nó yếu quá không thể tự di chuyển nhưng bù lại có thể điều khiển cái khác đi thay mình. Vừa giải thích xong mụ đem cái ghế treo Keima rồi thả cậu ta rơi xuống cái bục, bà thần cũng trả lại chỗ cho Sukino. Bình giấm Sukino thủng rồi, nó nói Keima dành thời gian cho cô ca sĩ và thủ thư nhiều hơn nên nó giận thật rồi. Luna chặn Keima lại không cho vào gần Sukino. Dù là ăn mắng như con ghẻ nhưng không thể đi về như thế được, đẹp trai không bằng trai mặt, thanh niên cứ ở lì ra thế mãi mới bắt chuyện được với Sukino. Thời tới cả không kịp, Keima lao tới ôm lấy con bé, bonus thêm vài cân thính, dù bị quật cho sấp mặt nhưng vẫn chơi tới bến cho hôn cái mà khó thế chị búp bê lôi hết đống ghế bay lơ lửng nói cậu ta lên là chết nhưng cây ma cứ thích khô máu đấy vì mình đã quá thích cậu rồi phải làm sao đây với độ ngọt đến sâu răng này đã khiến sukino bị lung lay cứ tưởng được hôn cái chụt rồi ai ngờ tại sukino rung động làm bà luna bà bị mất kiểm soát thế là cây ma nhà mình mới bị bất tỉnh nhân sự như thế sukino nói luna nên kể cho cây ma nghe về hội chị em cây lúa nhưng cô ở đâu có chịu thế là con bé thơm lên má thanh niên bỗng cả người cô đau như kiến cắn rồi một đôi cánh mọc ra ở nhà Noza nói cho ha qua nghe vụ lũ xấu nết vin thệt đã trà trộn vào tim săn ác linh vừa dứt lời thì chị luna chị bay đến nhìn mặt đứa vật chủ của con em apollo Keima cũng đẩy cửa đi vào chị nữ thần thứ ba vulcano đang ngồi nói chuyện với con em diana dưới sân cây đi xuống nói hai đứa lên hóa giải lời nguyện đi đã bà vulcano kiểu bế em phải bế thì người ta mới lên Bà Diana hỏi Kima ma đã làm gì mà bà chị mình lại mọc được cả đôi cánh. Rõ là chị em gái mà cứ đi tìm nạnh nhau làm gì không biết, mãi mới vào được đến phòng canon. Hai chị em cùng nhau en chăn tít, ánh sáng chói lóa bật lên rút được thanh kiếm ra. Ủa alo, sao chưa tỉnh thế? Diana nói bà Apollo bà bật mốt ẩn náu rồi, dễ hiểu hơn thì là lời nguyền bay màu nhưng bà Apollo đã tự niệm phép lên mình. Có thể đứa Mê Ếch Diều sẽ biết nhưng Mê Ếch Kiêu Diều đang ở đâu thì chưa rõ gia đứng làm khán giả thôi mà nhiệm vụ cũng tự hoàn thành được một nửa. Keima dụ bà hợp tác với mình giữ bí mật thêm khoảng một tuần xong việc mua trà sữa Sycula tình yêu cho. Lúc đi ngang qua phòng sách, Keima nhìn thấy Haqua đứng buồn hiu một mình suy nghĩ vì sao Keima lại muốn ký hợp đồng làm ăn với mụ Noza, Giận lẫy đòi cậu ta nói cần mình. Rất lời thì bà Diana đi vào bảo Keima hôn mình cái đi được không? Haqua vội trốn ra sau hóng hớt. Ngó ra thì thấy mụ lao vào ôm thanh niên một cái rồi lại đẩy cậu ta ra. Nói tóm lại thì là tức vì nhìn thấy bà chị mình mọc cánh rồi mà cây chẳng chịu động vào người vật chủ Tenji của mình. Nói xong liêm sỉ của bà rơi cái bục, đè Keima ra đất tính làm chuyện lớn nhưng bị ha qua chặn ngang. Rồi su nam chính của chúng ta đã thành cái thảm cho hai mụ đứng lau chân. Lúc hai đứa nó cãi xong rồi thì cây mới nói với Diana xin lỗi được chưa, vì đã không giúp cô hồi lại sức mạnh. Xong rồi bà Diana cũng sập nguồn tắt đèn, trên đường đi về, người Tenji cũng đã mọc ra đôi cánh, đấy mỗi đứa một cái cho đỡ phải tị nạn nhau nhá. Tuy là vụ tìm thần không gấp nữa rồi vì Canon đã ổn áp nhưng còn có nhiệm vụ khác kê mà phải làm mới được. Còn chưa kịp nói nhiệm vụ là gì thì mở cửa ra đã thấy Duy đứng trước sân. Thế là cậu ta nói cô đừng đến nhà mình nữa, với lại cô cũng không phải gu của cậu ta, nói xong quay người vào nhà luôn. Keima nói với Ha Qua quyết định mình ra vườn bắt con cong làm nhụy trên cành hoa nhưng ca có con ong nào cả nên cậu ta sẽ đi tán ruồi. Rõ trước kia con bé nó dịu dàng thùy mị nết na ấy thế mà bây giờ khác gì con được giữ đâu cơ chứ. Nếu không làm nhanh thì bà Vin thệt bà tìm ra rồi mất. Hong sao lên lớp, tiết đầu là thể dục, bỗng Duy nhìn thấy bóng dáng con nào đấy nên chạy lên xem. Lúc nó quay đầu lại thì ối rồi ôi luôn, dù lao tới giữ con bé làm bộ tóc giả của cây ma tột ra. Thanh niên lại bắt đầu diễn gần đây mình cứ bị gì lạ lắm, cứ như là bị yêu ấy. Nghe xong thôi bà ôm lấy cậu ta nói rằng bây giờ mình là một đôi xinh đẹp nhất trường, Đường đường là thằng con trai có chi mà giờ lại phải mặc váy để gái nó tán, nhục để vào đâu cho hết. Thôi thì vì tương lai con em chúng ta cố chịu nốt tập này. Tới giờ ra chơi thứ hai, thanh niên giả vờ va chúng con mùi, nhờ cô canh toilet cho mình, sau đấy thì rủ nhau lên sân thượng tán dọc. Xong cái cây ma nhẹ nhàng thỏ thẻ, tan học mình đi nhà nghỉ được không, à nhầm đi hẹn hò được không làm rui hốt hoảng nói cho mình suy nghĩ rồi chạy mất dép. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu cho thấy bà nữ thần bà sắp xuất hiện trong người rui rồi, chỉ một xíu siêu nữa thôi. Thế rồi cây ma kéo bộ tóc giả ra cười sái quay hàm mà không biết siêu di lỡ nhìn thấy mất rồi. Rui chạy một mạch vào toilet, đang hoang mang thì bà nữ thần bà chui ra dọa cô thêm một cú. Bà nói mình là ma ơ, bà cũng không biết sao mình lại ở đây. Rất nhanh đã tới buổi hẹn, Rui lên bộ vest đen mang theo một bộ cánh nữa để cây ma mặc. Nhìn hai đứa nó chị bán vé còn từng người trong đoàn siếc. Sau khi chơi đủ 7, 7, 49 trò, cây ma mang ra một hộp bento giờ của giờ. Nhìn là hết muốn đớp mà Rui ăn vui vẻ lắm nó nói ông bà bô suốt ngày đi kiếm tiền nên nó chưa từng được ăn mấy món gia đình như này nên cảm động rất nước mắt lúc đuôi y chạy đi mua hai cốc mát cha say nhầm ánh mắt của kima thì phía bên này cậu ta lại được các anh hổ báo trưởng mẫu giáo tới gạ tình cũng may về kịp duy cảnh cáo nhẹ chúng nó tránh ra rồi mà cứ không nghe thế là cô đẩy nhẹ một cái lập tức thẳng đầu tiên bay thẳng vào hồ nước kima giả vịt sợ hãi thì được duy ôm vào lòng bỗng đầu duy nhảy số nhớ lại một chút chuyện trước đấy họ lại tiếp tục lên đầu vào quẩy sạch lâu đài đang chơi vui vẻ thì tự dưng không tìm thấy cây ma đâu nên Rui chạy đi tìm, vừa vào cái phòng thì cửa đóng sầm lại, mà cửa đóng thì đèn cũng tắt, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Đèn bật lên thì cô nhìn thấy kê Ma ngủ không biết gì dưới cái con dao của cục đen thui, người quen đây mà, mũ cho một đám lửa xanh vây lấy rồi. Cục đen thui lùi giơ con dao tính thọc cho kê Ma một cái thì rồi lao tới như một vị thần nhưng bị hất trở ra. Sức chịu đựng chịu đựng của con người có giới thiệu, thế là bà Ma ơ chui ra chơi với ả luôn cho vừa lòng. Bà chém cho một cái bay luôn bộ cánh đen lộ ra bà ha qua, hóa ra đây chỉ là kế hoạch của Kê-i-ma để dụ bà thần chui ra thôi. Kê-i-ma ngồi dậy nói vui nhẽ ra phải chạy đi chứ. Ngay lúc này, chính cả thời điểm này, giờ nấu cháo lại tới, và rồi hai anh chị làm cái cần làm, đôi cánh của bà ma ơ cũng chui tọt ra. Lúc chia tay đi về nhà, Kê-i-ma đưa cho ma ơ cái vòng để có gì còn alo nhau. Trên đường về nhà, Ha qua hỏi Kê-i-ma sao không nói hết chuyện cho hai mắm đấy biết thì cậu ta nói là tính của họ nóng cứ như kem ấy. Vừa nói xong thì cái con cá của LC đớp cho một phát, con bé nói có một sâu diễn bị hủy nên tranh thủ về nhà ăn uống bồi bổ. Trong khi đó chị cô giáo Nikai thì lại ngồi trên nóc nhà nghe lén họ tán dóc với nhau. Nhật ký săn nữ thần ngày thứ sáu, Shoji đã nhận ra có con gì đấy ở trong người vật mình cả ngày khiến cô chả làm được gì ra hồn. Tiểu thuyết cũng viết mãi chưa xong, chị trưởng nói với cô Mai mà chưa được thì không nhận bài nữa đâu. Shoji bất lực quá, tự dưng va phải con đĩ tình yêu với cái thằng vô duyên hết chen vào tiểu thuyết của mình thì đến vụ nằm trong lòng trai đã thế còn giả thành gái nữa, ôi điên mất thôi. Với lại rõ hẹn nay qua đọc tiểu thuyết mà làm người ta chờ cả ngày không thấy, cứ ngồi nghĩ về bát cháo lưỡi với ma hôm đấy là Shoji lại thêm chán đời. Vừa nói xong thì bà thần xuất hiện. Lúc cô đuổi theo thì bắt gặp gà mờ Keima trong bộ váy ngắn nói mình tới đọc tiếp chuyện của cô. Vốn là định cho cậu ta ăn bơ, đấu tranh tư tưởng một hồi thế nào lại quyết định ngồi xuống hỏi sao cậu ta lại thích mặc váy thế. Kima giải thích một vòng nhưng hình như dùng ngôn ngữ sao hỏa nên Shioji nghe không có hiểu, lúc cậu ta đi về, con bé nói là nếu có chuyện buồn thì hãy vào bếp làm cốc chanh mật ong, nó không làm cậu vui lên nhưng nó ngon. Còn muốn bớt buồn thì cứ đến đây tâm sự tuổi hồng với cô, cũng tới giờ về nhà thế là Kima rủ con bé cùng về luôn. Đang đi trên đường thì va phải quán mì ramen, cứ phải vào mỗi đứa làm một bát thì mới đã cái nư. Mồm đớp miếng mà cái não Shioji vẫn không ngừng hoạt động. Cô nhìn cái đứa giờ hơi trước mặt chẳng giống anh đẹp trai ga lăng hôn mình hôm trước gì cả. Seo Ji bật dậy hỏi Ki Ma có thể cho mình mượn người cậu ta làm nhân vật chính trong tiểu thuyết của cô được không? Nói xong cô chạy về viết luôn, còn hẹn Ki Ma mai qua nhé. Sáng hôm sau Ki Ma nhìn tờ giấy trắng mà máu chó dồn lên tận não. Khổ công thanh niên hôm qua phải giả gái giúp Seo Ji tìm cảm hứng mà giờ chưa có chữ nào. Thế là Ki Ma nói sẽ ở lại canh cô viết, kiểu gì cũng phải xong trong ngày hôm nay. Xong cái cây ma qua ngồi đọc sách còn siêu thì cứ nhắp hết trang này sang trang khác, rồi thì đọc sách tham khảo rồi lại viết, cứ thế nửa ngày trôi qua vẫn không lòi ra được chứ nào. Cây ma giúp cô sóc lại tinh thần một chút, còn không quên bỏ thêm cân thính làm siêu ngại đỏ mặt chạy ra một góc, cô đã nhớ lại chuyện cái hôn của mình hôm ấy. Xong rồi ảo ma Canada kiểu gì, quay về bàn không thấy cây ma đâu nữa, mà cô cũng bắt đầu viết điên cuồng hết cả đêm. Sáng hôm sau, cây ma tới thẩm chức tiểu thuyết của cô, đọc đến câu cuối thì sốc mồm chữ O miệng chữ A luôn vì Sioji nói yêu mình. Lúc Sioji tỉnh dậy thì bà nữ thần cũng hiện ra, cái nét ngại ngùng y chang Sioji, nói được hai câu lại té mất. Sioji mở mắt thấy Keima khen mình mà ngại quá vô thẳng vào người thanh niên, thời tới Keima thâm lên má cô một cái rồi lại đưa chiếc vòng cho cô. Cậu ta vừa đi thì bà thần chui ra nói mình là Minerva, Sioji kệ sự mà nằm dài ra bàn, đôi cánh cũng mọc lại rồi. Dạo gần đây làm việc hết công suất nên thanh niên tụt huyết áp xử nó rồi bây giờ thì muốn lên trường tiếp tục tìm bà mê kêu diều như người cứ như đi mượn bỗng có thanh niên đàn em nào của mụ nô ra tên là di tự nhiên như không phải nhà mình chui vào thay ca cho ha qua. với tình hình bây giờ thì ốm cũng phải tranh thủ tìm người thế là keima đem iphone 13 pro max của lc alo ngay cho azumi giả vờ nhờ cô xin nghỉ cho con bé tiện thể ho thêm vài cái bật đèn xanh gạ con bé qua nhà thăm mình xong rồi cậu nói thanh niên di ra canh cửa cho mình cậu ta đang than trời than đất thì azumi đến thật Cơ mà con bé nó định không vào đâu nhưng nghe thấy giọng Kima thấy cũng tội nên mở cửa đi vào thì thấy thanh niên nằm dài dưới đất. Con bé nói mình chỉ vào xem cậu ngòm hay chưa thôi chứ còn giận lắm chẳng quan tâm gì đâu nhé. Nói rồi cô dìu Keima lên phòng nhưng là phòng của LC Lúc Keima cầm cốc nước lên uống, lỡ ngớ như nào lại tột tay mà theo phản xạ thì cả hai sẽ cùng đỡ lấy. Keima cũng chấp thời nói Azumi ở lại thêm nhá, bỗng thanh niên Gio cứ hù hù dưới sân. Ngó ra thì thấy Chihizo cũng tới, rồi na luôn quả này hai đứa mà gặp nhau thì quả cua gái hỏng hết. Đã thấy cái thằng đần dưới kia còn rất chi là nhiệt tình mời mọc Chihiro lên nhà nữa chứ, rối quá không biết làm gì nên Keima đã kéo Azumi lên giường đi trốn. Chihiro lên tới phòng nói mình đem tí đồ qua cho LC, Keima dụ cô xuống nhà lấy cho mình tí thuốc rồi, lúc này cậu nói Azumi cứ trốn cái đã nhé. Còn chưa kịp làm gì thì con bé Chihiro đã lên, Khổ thân thanh niên, tuy người thì ôm một em nhưng cái miệng vẫn phải diễn với một em. Thấy thanh niên có vẻ hơi run cứ tưởng cậu lạnh nên Chihizo còn bật thêm quả điều hòa làm con bé Azumi trốn trong chăn muốn lên men luôn. Sau đấy Chihizo xuống nhà lấy nước, hai đứa tranh thủ chui ra hít tí khí trời. Vì nóng quá nên con bé ai dù đổ hết mồ hôi hột. Vừa kịp hít hơi oxy thì Chihizo lại lên làm cuống quá thò lò mất đôi chân của Azumi ra ngoài. Chihizo nói mình đã hoàn thành bài hát hôm trước nên muốn quánh một khúc cho Kima thẩm thử. Azumi nghe xong bình giấm nổ cái bục phang cho Keima một cái đau tận đỉnh đầu. Đau lắm nhưng tìm trị nữ thần quan trọng hơn nên cậu ta tạm thời chuyển mục tiêu sang Chihiro trước. Chơi xong thì cô cũng xách đàn đi về. Giờ thì đến lượt dỗ ngọt Azumi, vừa vén chăn ra thì cảnh đẹp non nước hữu tình bày ra trước mặt. Cái bà ai dù này bà cũng ghen tối bụi lên cả rồi, đang tính thả cho thêm vào cân đường dỗ dành thì Chihiro quay lại chỉ gõ cửa thôi không vào. Con bé nói vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao. Não Keima đạp số nói vọng ra rằng mình nghe không rõ làm Chihiro dối quá vội xì khói té trước cho bớt ngại ngùng. Keima nói cô chờ trên phòng còn mình chạy xuống họp nội bộ với Rio một chút. Vấn đề bây giờ là chỉ có thể chơi một cô thôi. Sau đấy Keima alo cho Chihiro nhưng chậm hơn một nhịp vì Azumi đã gọi cho cô ấy trước rồi. Nhưng con bé không nói ra là mình đang ở nhà Keima. Cô chỉ an ủi con bạn thân, tắt máy rồi chuẩn bị đi về. Lần này Keima có học máu ra thì cũng không giữ chân được con bé. Nó nói là để mình gọi Chihiro qua chăm rồi vui vẻ đi về. Quả này lại là đờ ra ma tỉnh tay ba ngang trái rồi đây. Ở một góc nào đó dưới địa ngục, các anh chị đang sinh hoạt lớp. Ha qua nhớ tới vụ viên thịt nên đã hỏi anh đầu lâu đứng đầu. Nhưng anh nói cô đừng có hóng hớt nữa, cứ tập trung vào nhiệm vụ bắt ác linh đi, còn nói tin đồn chỉ là tin đồn thôi. Kei ma lúc này vẫn ốm sấp mặt, Diana chạy sang nói cậu ta cần nhờ Apollo tí việc nên hãy trợ hồi các chị em nữ thần còn lại. Thế là 2 giờ đêm phải vợ con bé Elsie dậy lôi đống này về. Diana nói chuyện này kinh khủng khiếp lắm nên mới phải làm trong lúc các vật chủ đi ngủ mới được. Nói rồi cô bắt đầu pháp thuật Wing. Enchantit hội chị em cây khế mau dậy đi thôi. Keima bất lực nói hội chị nữ thần lo làm gì làm đi hơi đâu tám chuyện giờ này. Vừa nhìn thấy Keima bà tóc trắng đã vội nhảy vào đánh dấu chủ quyền hộ cho Rui. Thấy thế con bé tóc tím cũng sấn sấn vào giữ chỗ cho di Đương nhiên chị búp bê Luna cũng nhào tới giành người. Cũng may Diana nói chúng nó tém tém cái nết lại đã, có việc hết sức quan trọng cần làm đây. Việc quan trọng của mụ là thả một cân thuốc súng, giận dỗi nói là mấy đứa kia đều đã có cánh mà mình chưa có. Nhìn người canon như rắn ngâm rượu, con bé tím lịm tìm sim nói vụ này hơi căng, chưa chắc đã giải được. Bà thần hồng mộng mơ nói rằng chỉ có cách vật con Apollo dậy để nó tự hóa giải may ra mới cứu được canon. Nói rồi cái tay cái tay túm lấy cái tay, mồm đọc thần chú uống ba la vừng ơi mở ra, cây ma cũng tới đỡ lấy đầu con bé, hai phút sau căn phòng ngập tràn là nước. Không những thế, Keima còn bị tụt xuống không gian nào đó lạ lắm. Xong cái bà Apollo chui ra nói đây là thế giới mà nó tự tạo ra đấy, đẹp không? Nó còn nhờ Keima về nói với các chị là mình chưa về được vì còn bận cầu nguyện cho thành phố ma ám đằng kia. Hai đứa cũng tranh thủ tâm sự mỏng một chút, bỗng nhiên đôi cánh của bà Apollo mọc ra làm cu ma ngớ luôn. Cô ấy nói mình chỉ có thể cầu nguyện cho ai đó trong ba ngày vậy nên cẩn thận nhé. Nói xong thì đẩy Keima đi về. Thanh niên như đã hiểu ra vấn đề nên nói mọi người hãy đi về trước. Nếu ở ngoài vật chủ càng lâu thì Vin Thệt sẽ càng dễ nhận ra bọn họ. Sáng hôm sau là lễ hội văn hóa mà cũng là đêm giao thừa nên Keima quyết phải xử lý nốt hai đứa còn lại trước khi pháp thuật của bà Apollo hết hạn sử dụng. Lên đến lớp, Keima bắt đầu vắt não suy nghĩ. Chihizo tỉnh tò mình thì chắc chắn là có nữ thần rồi nhưng sao Azumi cũng đến thăm mình hôm qua ta. Thế là thanh niên nhân lúc Chihizo ra ngoài nên đã bày trò con bò thu hút sự chú ý của con bé còn giả vờ giả vịt không tìm thấy máy chơi game để con bé hộ tìm. Lúc tìm thấy, Chihizo đã rủ tối đi chơi lửa trại với mình, không chịu buộc chịu, nói rồi trả máy quay người rời đi. Azumi thì luôn dặn cậu ta phải đối xử tốt với con bạn của mình, vừa hay Chihizo đi qua nên Keima nói cô chống mắt lên nhìn mình đi lấy le đây này. Thế là thanh niên chạy ra đi đổ rác cùng Chihizo, lúc chuẩn bị đi về thì Chihizo thả vào trong áo Keima cái cục để đánh guitar, nói cậu giữ hộ dùm cô nhá, nói xong vội vã cong mông chạy mất. Xong bên này thì lại chạy về chỗ Azumi thăm dò lần cuối. Nghĩ rồi Keima nói với Azumi tối mình sẽ nấu cháo lưỡi với Chihiro. Nếu nay không giận thì hết cơ hội giận đấy nhé. Nghe xong Azumi cười cái nói dở hơi mới giận. Rất nhanh ông mặt trời đã hết ca. Keima đang chán đời thì chị cô giáo Nikai trong bộ mèo đen xuất hiện làm Keima suýt thì rơi mất cục trĩ ra ngoài. Bà vừa đi thì Chihiro tới, nhìn con bé, Ma suy nghĩ nếu hôn cho cánh mọc ra ở chỗ này thì Vin thiệt phát hiện mất vậy nên phải kéo nó vào bụi nào vắng vắng mới được. Anh ở vừa đẩy ra tới nơi thì người ta đang nấu cơm chó đầy, bất lực toàn tập. Ma tính về sân làm lại từ đầu thì Chihizo nói thôi về đấy đông lắm, tìm chỗ không có người đi. Hình như ta chiều em quá nên em hư đúng không? Được rồi, em thích là được. Azumi mệt muốn ná thở sau cuộc thi ai xinh đẹp nhất quay về lớp thì bắt gặp đôi chim non Ma và con bạn thân tính lên sân thượng to tí te. Ngay lúc này Azumi kiểu một chút chết trong tim. Quả nhiên lên trên này là sự lựa chọn đúng đắn. Chihizo bắt đầu buông lời thả thính kỳ Thời tới cả không kịp, thanh niên tính tựa nhẹ cái vào vai thôi mà lỡ tay đẩy cái làm cả hai rơi vào thế trai trên gái dưới. Lúc chuyện lớn sắp thành thì hình như có gì sai sai. Giờ rồi, Chihizo không hề nhớ gì về vụ chinh phục cả. Thế là không có nữ thần nào bên trong cô ấy hết. Não cậu ta bắt đầu nhảy số điên cuồng thay đổi kế hoạch nhưng lúc lời đưa lên đến mõm thì không nỡ nói vì nghĩ thấy nó cũng có vẻ say nắng mình thật. Xong cái cây ma hỏi cô mê mình từ khi nào, thế là hai đứa nó cãi nhau lanh tanh bành một hồi rồi Chihizo nói thích đâu cần lý do má ơi, tự dưng bị yêu thì ai biết được. Nói xong nhào tới hôn cây cái chụt, mẹ ơi sốc quá, cây ma bật dậy từ chối thẳng Chihizo làm con bé chuyển luôn sang giao diện tái mét mặt mày. Chihizo bốt giá con tim, lạnh lẽo tâm hồn bật khóc chạy đi, cây ma cũng thấy tội lắm mà biết làm sao bây giờ. Phía bên kia Azumi đều nhìn thấy hết, nên đã vác khuôn mặt như muốn chém cậu ta một phát đi tới mắng cho một trận. Keima còn chưa nói hết câu thì đã bị con mắm ấy nằng cho ngã cái nhào rồi cũng bỏ đi luôn. Keima vác mặt buồn bã quay về nhà, tắm xong bước ra thì nhìn thấy Tenji ngồi ngoài. Cô bé thấy Keima có vẻ buồn nên đã bày mấy trò hề cho cậu ta xem. Sáng hôm sau, Keima xách mông đi tới câu lạc bộ âm nhạc. Vừa mới mở cái cửa ra thì con bé Elsie đã lao tới. Nghe con bé nói mai có buổi hòa nhạc nên thanh niên tính chơi Azumi luôn bỗng sự chú ý của Keima và phải cái huy hiệu của trường. Nó làm cậu nhớ tới điều gì đó nên đã chạy tới cái hộp bí mật bên trong nhà hát. Keima xói ca nói với Elsie mình từng tới đây với Tenji vào kỳ nghỉ hè. Khi đó họ nhìn thấy có một cái hố ở chỗ này nhưng giờ thì lại chẳng thấy đâu. Nói rồi hai đứa lại chạy ra bên bờ biển nhân tạo tìm cái lối ra cũ ấy nhưng nó cũng bay màu luôn rồi. Đang suy nghĩ sao lại ảo thế được thì Keima nhìn về phía tảng đá rồi hai đứa nó cầm cây lực tàng hình bay qua gió một hồi tìm lối vào và phi thẳng xuống nước chui vào bên trong. Ở đây hai đứa nó nhìn thấy một cái ổ xanh lét, bên trong toàn là trứng siêu to khổng lồ, tính chung một quả đem về cho bà Tân Vlog mà quả đèn tín hiệu của LCKO in ỏi cả lên. Kei ma vội ôm lấy con bé nhảy xuống nước bảo nó chuồn nhanh nhanh. Ở một góc nào đó, Nikai và đứa bạn chất chơi người rơi đã nhìn thấy hết. Kei ma lúc này đang hong áo trên sân thượng. LC nói anh nghe mấy quả trứng đó là những linh hồn chạy trốn đã đủ tuổi đi tù, còn những người lờn vờn ở đó là tim viên thịt. Nếu thế thì là bọn chúng bao ăn bao ở mấy con linh hồn đó để phục sinh khoai rồi. Sau cái lần bắt gặp Keima đã đít con nhỏ bạn thân, cứ gặp ở đâu là Azumi phang cậu ta ở đó, đúng là con bé này còn ác hơn cả Mama Chue. Thế nhưng chạy đâu cho khỏi nắng, thấy ai dù làm hầu gái thì cậu ta cũng phải cosplay thành anh pha chế đẹp trai mới chịu. Lúc Keima tính tỉnh tò con bé thì Chihizo đi qua chào nhẹ một cái, tự nghĩ ở đời ai lại đi dính vào grad của con bạn. Tổ nghiệp quật chết nên Azumi nói Keima đừng có mở mồm nói chuyện với mình. Nhìn thấy Chihiro đi tới, Keima tránh cái mặt đi, là con bé nó tới thay ca, ở một bàn nào đó, con bé luyên tim nhà Vin Thệt đã dán cặp mắt lên người Azumi. Lúc cô tâm trạng chó cắn đi trên đường mụ đã mang con iPad ra đánh dấu một cái rồi nói với đàn em cứ thế mà làm. Keima lúc này vẫn cong mông lên tìm Azumi, lúc nhìn thấy cô thì thanh niên ta đâm cái rầm vào con bé Chihiro. Đi như nào cũng gặp thôi thì dù luôn con bé giúp mình để còn nhanh nhanh kết thúc hợp đồng quái đả. Nhưng chúc mừng Keima đã quay vào ôm mắt lượt bị Chihizo táng cho không trượt phát nào. Tới gần tối Azumi đi dạo trong vườn thì Chihizo đi tới nhưng con bé bây giờ đâu có đủ liêm sỉ để nói chuyện với Chihizo đâu. Đúng là chơi thân với nhau mà dính vào một thằng thì chỉ có thân ai nấy lo thôi. Thanh niên Keima sợ cứ như này thì cả series cua gái của mình cũng hỏng nên đã chui ra bịt mõm Chihizo lại. Đương nhiên cái kết vẫn là bị ký đầu. Lúc định ngăn hai đứa nói chuyện thì cái vòng Enchantit kêu lên inh ỏi. Một đám đen thùi lùi chui ra vây lấy cả ba đứa, bó lại như bó giỏ. Ở diễn biến bên kia, Mụ Linh cũng đã tóm được chị thần tóc trắng và cả những người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Quay về chỗ Keima, chúng nó tính mang cục giò này đi luộc thì ha qua phi tới chém cái, cả cái vỏ vỡ lanh tanh bành. Thấy thế, thế Keima vội nói hai đứa nó xì khói trong lúc ha qua ở lại đi đường quyền với bọn chúng chỉ thấy cả một lũ với đầy đủ dụng cụ dao kéo búa bao nhưng cũng không động được đến sợi lông nách nào của chị đẹp ha qua nhìn cái lũ nhai nhóc nằm im trên đất cây tưởng chúng nó hẻo luôn rồi chứ nhưng ha qua tha theo thằng cầm đầu nói là chỉ cho chúng nó làm tí thuốc ngủ thôi chưa ngỏm đâu bỗng chi hizo và azumi quay lại cây vội nói ha qua không thể cho hai đứa biết được nên giả vờ chỉ là chúng mình đang diễn tập bài văn nghệ cho lễ hội thôi xử lý xong bên này ha qua kể lại cho thanh niên nghe về vụ các nữ thần bị bọn vin thịt tác động vật lý Keima inbox vùng kín cho hội chị đẹp nhưng không thấy ai rep lại. Mà Azumi lúc này đã bỏ đi về nhà, đang không biết phải làm sao thì chị Noza đi đến nói mình sẽ để ý đến con bé ấy cho. Làm để tích đức giải nghiệp thôi chứ không về phe ai cả. Còn Chi Hizo thì cứ nhà Keima mà thẳng tiến. Cứ tưởng tất cả hội chị em cây khế đã bị túng thì Diana chui ra. Cô nói mình chưa bị nhắm tới. Vì cô thấy có cái đám gì đen thui đi ra từ phòng Keima. Nghĩ 36 kế trốn vẫn là thượng sách nên mới thoát được một ải. Chuyện lớn bây giờ là lũ Vin Thệt Tính dùng mỏm đá ngoài biển để nạp thêm bổ sung lực lượng cho team phản diện, nếu không ngăn lại thì cả trái đất cũng sẽ bị đang xuất chứ đừng nói gì là thành phố này. Lúc thanh niên đẩy cửa ra ngoài thì thấy Chihizo đứng nghe lỏm trước cửa. Đang vội nên Keima kéo cả Chihizo cùng Haqua sang nhà Azumi dạ thương ngay thôi, tuy chưa có chầu với cao nhưng gấp lắm rồi. Chihizo vẫn chưa hiểu cái quần què gì nên Haqua đã bảo cô ngồi xuống để mị nói cho mà nghe. Chờ sương sương một tiếng thì con bé Azumi cũng tới, trong lúc giành nhau cái xà lỏn thì dòng đời đưa đẩy làm hai anh chị ngã nhào vào nhau. Đang cao trào thì Noza gọi tới nói Vin thệt đang tới mau té đi. Nói rồi Keima kéo Azumi đi trốn chứ đứng đấy thì hẻo cả lũ. Nhưng là trốn ở công viên. Tự dưng lại có cái cục áo đen ở đâu chui ra làm Keima phải vờ ngã sấp mặt dù Azumi chú ý tới mình để ha qua xử lý nó. Nơi này cũng chuẩn bị toang nên Keima lại kéo con bé tới nhà thờ. Rồi su cả na mới chạy được hai bước ngồi nghỉ thì lại vang ngay con mụ lin cũng may nô ra nhảy ra giả vờ cho hỏi chị chị em em cây cà gem trời ơi cái bọn chó săn ở khắp mọi nơi lúc ngồi với Haqua, qua chi mới nói rằng mình làm thế để chấm dứt đờ ra mà tỉnh tây ba đầy sóng gió vừa nói xong thì azumi đi ngang qua keima trong bộ cánh quàng tử cùng con bạch mã đi tới sài gòn đẹp nhất về đêm đời anh đẹp nhất khi thêm em vào azumi nghe xong kiểu liêm sỉ gì tầm này nữa cưới liền luôn đi anh ơi làm cho khán giả xem mà ngỡ người luôn Đứng bàn bạc cãi nhau một hồi xem tiền cưới 10 hay 11 tỏi thì đủ xong rồi. Azumi kéo luôn Keima vào nhà ra mắt đằng gái. Khỏi nói nhiều mẹ ơi, mai đem chồng qua rước chồng về luôn. Ui dào, đã thế thì khô máu với em luôn. Keima đứng dậy hất cái, áo cưới có ngay. Hất thêm cái nữa đồng phục cũng thành âu phục. Nhìn hai đứa con trẻ diễn trò con bò một hồi anh chị bô mắc mệt nên đã lựa chọn đi ngủ. Đôi chim non tí tóe thêm một hồi thì Azumi bỏ ra ngoài. Noza đang khởi động đi theo thì ăn ngay cái gậy dài thòng lòng của lũ thịt. Gio đi tới nói nô no ra chưa ngỏm dễ thế đâu nhưng hai đứa cũng phải cẩn thận. Cậu nói mình đã đặt mồi như ở khắp nơi trong thành phố rồi đưa cho họ cái khăn phép rồi lại việc ai nấy làm. Còn chưa kịp lê bước nào thì con mụ luyên đánh hơi ra. Ha qua nói để mình cân con đứa này. Hai đứa mau đi trước đi. Chỉ thấy sau một hồi đi đường quyền, Ha qua ăn ngay một dao, rơi bụp xuống đất. Kei ma lúc này vẫn đang nắm chặt tay Chihizo vì lỡ tuột cái là sẽ lạc nhau đến muôn đời. Vừa nói xong cái tuột tay luôn mới đau. Hai cục đen thui nhảy xuống dọa, Chihizo đứng hình toàn tập. Cũng may Keima loạn choạng như nào với được con bé. Tim bạn không ngửi thấy gì nên cũng bay đi. Hai đứa lại cong dò lên chạy muốn rụng rời đôi chân mới tới bến cảng chỗ Azumi đang đứng. Keima nói cô mình bị ý tưởng lắm rồi vậy nên có gì muốn hỏi cứ hỏi. Azumi hỏi Keima thế mình đi trong mật ở Hawaii hay Dubai dọa Keima chạy thụt lùi cả cây số. Nhưng rồi nghĩ lại mình là thần chinh phục sói ca cơ mà. Thanh niên đứng dậy trả lời to, về nhà anh nhai bánh tráng trộn nhé. Nhạc lên, đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Noza đã ra tay thì phần hiệu ứng chỉ có ổn áp. Chihizo đẩy Azumi một cái vì thấy hai đứa nó lẳng tài lẳng nhàng quá. Azumi túm Keima như túng cổ gà kéo nhau lên con tàu tình yêu siêu to khổng lồ. Nào chúng mình hãy tỏ ra là một cặp vợ chồng hạnh phúc đi nào. Và rồi chúc mừng Azumi đã quay vào ô con nhộng hóa con bươm bướm. Vừa biến hình xong thì lũ viên thịt cũng tới, nhưng mụ này chưa có ngủ dậy bỗng Diana không biết mượn đâu đôi cánh phi tới bế bà mê thắng tiến đến chỗ mỏng đá. Còn ở đây thì đã có chị đẹp gái Akaji cho đàn em sửa đẹp lũ áo đen phản diện đã xấu xí lại còn xấu xa rồi. Chihizo hít một bụng đầy đờ ra ma xong rồi thì nói mình cần về nhà tiêu hóa bớt để mai còn đi diễn nữa. Mà nhiệm vụ của cây ma cũng xong nên hai đứa nó dắt nhau đi về. Phía bên kia, Diana cùng bà mê đã chơi xong hàng tiền vệ của đội phản diện, cứu hộ chị em cây lúa cùng những cô gái xinh đẹp ra ngoài. Họ cùng nhau gọi cái bà Apollo dậy. Mà ở góc kia, Ha Qua cũng bị bón hành cho tới tấp. Cứ tưởng say goodbye ở đây thì bà Luyên bà lại bay đi mất. Sáu chị em cây cà gem đã có mặt đầy đủ. Họ cùng nhau enchantit phá vỡ mỏm đá dễ như ăn kẹo. Quay về lễ hội ở trường, tim năm đứa lên hát mà ba đứa bận đi giải cứu thế giới nên Chihizo cứ đánh liều lên trước. Tưởng rằng phát này gánh tim bằng lưng thì trời độ em. Chúng nó về tới rồi. Nào chúng mình làm lại nhé lúc nhạc chuẩn bị lên thì canon đi ra nói cho mình hùa kèo hát chung có được không và rồi họ đã cháy hết mình với thứ gọi là đam mê sau hôm đấy thì ai lại về nhà nấy ra thì được thăng chức còn keima thì khỏi nói đương nhiên là thanh niên trở về với đống game thân yêu của mình rồi bộ phim cũng hết mất tiêu hãy để lại ý kiến phía bên dưới phần bình luận nhé đăng ký kênh ủn mông cho chúng mình để tớ có thêm nhiều năng lượng mang nhiều bộ anime hay ho tới các bạn hẹn gặp lại